Đế Tôn tập 101, chương 2001 đến chương 2020 thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đám người đô thiên chạy trốn thật nhanh. Đại La Thiên, Giang Nam dễ như trở bàn tay đem từng đạo thiên đạo, trong thiên tán hoa cái xâm chiếm, nguyên thủy đại đạo của hắn càng ngày càng mạnh, quanh thân tràn ngập nguyên thủy chi khí càng ngày càng đậm hơn. Giang Nam một tay nứt vỡ trường sinh luân, đem đạo thân của trường sinh tiên vương bóp nát, luyện nhập bên trong bản thân, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy đô thiên cổ thần đã không chế luyện thiên đại trận trốn chạy mà đi. Luyện thiên đại trận có thể lớn có thể nhỏ, lớn có thể bao phủ vũ trụ càn khôn, nhỏ so với hơi bụi còn muốn nhỏ vô số lần, nấp trong vũ trụ. Đô thiên cổ thần muốn chạy trốn, mặc dù là giang nam cũng tìm không được hắn. Mấy người kia cùng ta chênh lệch, chỉ biết càng lúc càng lớn, không đáng để lo. Đột nhiên, hai đạo nguyên thủy chi khí từ trong cơ thể hắn bay ra, rơi vào trong cơ thể thánh thiên tử triết cùng thánh thiên tử quân hai đạo nguyên thủy chi khí này lập tức bắt đầu cùng lực lượng trong cơ thể hai vị thánh thiên tử dung hợp kích phát lực lượng chất chứa trong huyết mạch của bọn hắn trong đó thánh thiên tử quân có chư thần chúc phúc gia trì lại ở trong cơ thể thiên hậu nương nương chửa dưỡng mấy trăm năm tụ tập thiên địa linh tú lúc này mới sinh ra đời lực lượng trong huyết mạch đầm đặc hùng hồn nhất tinh khiết vô cùng lực lượng trong huyết mạch hắn bị nguyên thủy chi khí kích phát lực lượng cuồn cuộn đầm đặc từ trong cơ thể hắn tuôn ra ngưng tụ hóa thành một hạt nguyên thủy kim đan mà thánh thiên tử chiết tuy huyết mạch chi lực xa không bằng thánh thiên tử quân nhưng bởi vì hắn tu luyện tới thần quân đại viên mãn cảnh giới tích lũy tiền vốn vô cùng hùng hậu tu vi thực lực của hắn đã thẳng truy hoàng đạo cực cảnh nguyên thủy chi khí rơi vào trong cơ thể thánh thiên tử chiết lập tức bắt đầu đồng hóa thần luân đạo đài thần phủ thiên cung thiên đình của hắn hóa thành lực lượng mãnh liệt bành chứng dung nhập bên trong nguyên thủy chi khí đồng dạng cũng tự ngưng tụ thành một hạt kim đan đây là giang nam vì bọn hắn đánh xuống đạo cơ vô cùng vững chắc dùng nguyên thủy chi khí của bản thân đến luyện thành kim đan tuy kim đan đại đạo thấp xuống chiến lược của tu sĩ nhưng nếu dùng hỗn độn hồng mông chi khí đến cô đọng kim đan mà nói cũng có thể trên phạm vi lớn tăng lên chiến lược bất quá nếu dùng nguyên thủy chi khí của giang nam đến cô đọng kim đan mà nói đối với thực lực tăng lên càng mạnh hơn nữa một hạt kim đan nuốt vào bụng mệnh ta do ta không do trời hai vị thánh thiên tử thét dài hai hạt kim đan của từng người hình thành bắt đầu dưỡng dục nguyên anh thiên kiếp đánh xuống giang nam lệnh chư thần tán đi đại trận tùy thiên kiếp tẩy lễ hai người hai vị thánh thiên tử này tích lũy thật sự hùng hồn thiên kiếp vừa hạ xuống là hỗn độn tử tiêu lôi kiếp không ngừng đánh rớt nhưng nguyên thủy kim đan tắm rửa lôi quang lông tóc không tổn hao gì nội tình của bọn hắn còn chưa hao hết tinh khí cuồn cuộn vọt tới rót vào trong kim đan nguyên anh chửa sinh hướng nguyên thần lột xác hỗn độn tử tiêu lôi kiếp còn chưa kết thúc lại có hỗn độn câu trần lôi kiếp hỗn độn hậu thổ lôi kiếp hỗn độn huyền thanh lôi kiếp bát đại thiên kiếp nhao nhao rơi xuống bát đại tiên vương xác lập thần đạo lưu lại thần đạo đạo thống hai vị thánh thiên tử mở kim đan đại đạo nguyên anh đại đạo cùng nguyên thần đại đạo hư mất đạo thống của bát tiên vương bởi vậy lôi kiếp này cũng là bát tiên vương chi kiếp thời điểm nguyên anh của hai vị thánh thiên tử phi tốc phát triển trong tích tắc thiên đạo trong kim đan viên mãn nguyên anh hóa thần đột nhiên đệ cửu trọng thiên kiếp xuất hiện rõ ràng là nguyên thủy huyền thiên lôi kiếp tâm thần giang nam chấn động rung động hắn chính là tồn tại hoàn thiện thần đạo khai sáng thiên cung thứ 9, tụ tập thần đạo to lớn một cái kiếp số cuối cùng tự nhiên là thần đạo của hắn dẫn dắt kiếp số hai vị thánh thiên tử ở trong chín đại thiên kiếp rốt cục lọt vào trọng thương thân thể bị thương nguyên thần bị hao tổn chín đại thiên kiếp bổ ra huyết nhục của bọn hắn bổ ra nguyên thủy nguyên thần của bọn hắn muốn triệt để hủy diệt bọn họ bệ hạ thi hiên vi nhìn về phía giang nam rung giọng nói bệ hạ thần thông quảng đại có thể thu hồi trận kiếp số này à kính xin bệ hạ ra tay sắc mặt giang nam không hề bận tâm bất vi sở động thản nhiên nói muốn trở thành đạo tổ phải trải qua cửu kiếp này mới có thể viên mãn không trải qua cửu kiếp há có thể tự mình phát triển thân cư đạo tổ vị sắc mặt thi hiên vi khẩn trương chú ý chín đại thiên kiếp tùy thời chuẩn bị ra tay giang nam đưa tay lập tức đem nàng trói buộc chấn áp, làm cho nàng không thể nhúng tay kiếp số của hai vị thánh thiên tử, thì hiền vì dãy dụa không được, cuối cùng nhất chỉ phải buông tha cho. Hai vị thánh thiên tử ở trong chín đại thiên kiếp thân thể không ngừng nứt vỡ tan rã, nguyên thần bị oanh toái, hóa thành nguyên thủy chi khí, lập tức lại ở trong nguyên thủy chi khí trọng sinh, sau khi trọng sinh nhục thể của bọn hắn, cùng nguyên thần lần nữa bị oanh toái, tuần hoàn đến đáp lại, vô cùng thê thảm. Đột nhiên, hai vị thánh thiên tử quát tháo, hai đại nguyên thần há mồm phun ra từng đạo thiên đạo hóa thành hai mặt mâm tròn như 350 cuốn thiên đạo bảo quyền cấu thành khai ngọc kim chất hai mặt mâm tròn một âm một dương nhất tránh nhất phản đột nhiên tương dung luyện làm một thể mâm tròn chuyển động đem hỗn độn tử tiêu lôi kiếp phai mờ mặt mâm tròn này chất chứa uy năng kinh người tựa hổ tích chứa hết thảy pháp môn của tiên đạo đủ loại tiên đạo phủ văn ở trong mâm tròn thay đổi liên tục không ngớt một khi tế lên liền dựng ở thế bất bại từng đợt lôi kiếp nặng nề bị mâm tròn phai mờ cuối cùng nhất chỉ còn lại có nguyên thủy huyền thiên lôi kiếp giang nam thân là người hoàn thiện thần đạo đạo thống của hắn dẫn phát huy năng nguyên thủy huyền thiên lôi kiếp cũng là lớn không thể tưởng tượng đây là thần đạo phản công cuối cùng mâm tròn cùng huyền thiên lôi kiếp chống lại huyền thiên lôi kiếp cũng tự đựng một phần nguyên thủy chi khí cơ hồ vô cùng vô tận không cách nào phai mờ không ngừng oanh xuống cả hai giằng co sắc mặt hai vị thánh thiên tử ngưng trọng Thiên kiếp có thể vĩnh viễn oanh xuống dưới, nhưng mà hai người bọn họ lại không cách nào vĩnh viễn kiên trì, nếu như tiếp tục tùy nguyên thủy huyền thiên lôi kiếp không ngừng oanh xuống, sớm muộn bọn hắn sẽ bại vong ở dưới kiếp số. Hồng, 350 cuốn Thiên Đạo Bảo Quyền. Thánh Thiên Tử Quân đột nhiên lên tiếng nói. Thánh Thiên Tử chết con mắt sáng ngời, cổ động nguyên thần, phân ra một đạo pháp lực hướng Thiên Đạo Bảo Quyền bay tới, cùng lúc đó Thánh Thiên Tử Quân cũng cuốn hướng Thiên Đạo Bảo Quyền. 350 cuốn thiên đạo bảo quyền cùng mâm tròn kia tương dung, uy năng lập tức tăng nhiều, rốt cục nổ nát nguyên thủy huyền thiên lôi kiếp, luyện nhập bên trong mâm tròn. Cho dù nguyên thủy huyền thiên lôi kiếp bị nuốt vào bên trong thiên đạo bảo quyền, nhưng vẫn không ngừng chấn động, ý đồ lao ra mặt mâm tròn này. Hai vị thánh thiên tử ngay ngắn ngồi xếp bằng, tế ra nguyên thần luyện hóa kiếp số bên trong mâm tròn. Cùng lúc đó, thiên tán hoa cái đột nhiên kịch liệt xung động lắc lư, 350 đạo thiên đạo hết thảy hiển hiện, hiện. Thiên đạo nổ vang, vô số thế giới đại đạo trong tam giới phù hiện, cùng thiên đạo cộng minh. Giang Nam thân là trường khống giả thiên tán hoa cái, dẫn đầu cảm ứng được, thiên đạo tự mình cải biến, vốn thiên đạo là thần đạo thiên đạo, bây giờ trong thiên đạo chất chứa thần đạo đang không ngừng suy yếu, mà tiên đạo thiên đạo sinh trưởng, xâm chiếm lãnh địa thần đạo. Mà đại đạo trong vô số thế giới của tam giới cũng đang không ngừng tự mình cải biến, thích ứng thiên đạo. Oanh, vô số đại đạo vọt tới, rót vào thể nội hai vị thánh thiên tử thiên đạo cũng tự nổ vang, gia trì 350 cuốn thiên đạo bảo quyền. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả nguyên một đám thế giới bên trong tiên giới đại thiên thời không, thiên đạo cũng tự hiện ra, vô số đại đạo hiện lên, chủ động sửa đổi biến hóa, thích ứng hệ thống mới này. Đây là thiên nhân giao cảm. Năm đó Giang Nam mở ra thiên cung thứ 9, cũng từng dẫn phát thiên nhân giao cảm, bất quá so sánh với hai vị thánh thiên tử gây ra thiên nhân giao cảm, lần kia Giang Nam gây thiên nhân giao cảm động tĩnh nhỏ đi rất nhiều chỉ là bổ toàn thần đạo, mà hai vị thánh thiên tử lại phá vỡ thần đạo, cải biến thiên đạo cùng thiên địa đại đạo. Giờ khắc này, chúng sinh tam giới, thần ma cổ xưa, chúng sinh tiên giới, tiên nhân cổ xưa, hết thảy cảm ứng được thiên đạo biến hóa, thiên đạo biến hóa mang đến đại đạo thế gian biến hóa, nguyên một đám động dung. Từng đạo thần thức khủng bố ở tiên giới chấn động, xuyên thẳng qua đại thiên thời không. Chư thần hoàng hôn kiếp, rốt cục bắt đầu khởi động rồi, ta nhìn thấy thần đạo suy sụp, tiên đạo phát triển xem ra tiên đế cung cùng tiên tôn cung suy tính không sai trận chư thần hoàng hôn kiếp này cùng tiên giới tiên nhân ta không quan hệ không chỉ không là chuyện xấu ngược lại có khả năng sẽ là một chuyện tốt bất quá trận chư thần hoàng hôn kiếp này đối với bát tiên vương suy yếu là khẳng định thế lực bát tiên vương tất nhiên sẽ đình chỉ khuếch trương không biết bát tiên vương sẽ có cử động gì bọn hắn nhất định sẽ ngồi không yên trận thiên nhân giao cảm này nhất định sẽ triệt để bị diệt đạo thống của bọn hắn thế gian sẽ không người theo đạo thống của bọn hắn tu luyện lịch đại tiên nhân phi thăng vì bọn hắn mang đến không ít chỗ tốt để cho bọn hắn có thể tu thành tiên vương bất quá lần này bọn hắn muốn thành tựu tiên quân là không cách nào lại mượn nhờ đạo thống của bọn hắn rồi chỉ có thể đi lối tắt khác tiên đế cung cùng tiên tôn cung cũng ý định gọt quyền sẽ không ngồi nhìn thế lực bát tiên vương lớn mạnh chắc chắn sẽ không cho phép bát tiên vương hạ giới can thiệp tam giới kịch liệt rung động lắc lư từng tòa thế giới lắc lư, đại đạo hiện lên, vô số đại đạo vọt tới. Loại trang diện này, thậm chí siêu việt thần đế chứng đạo, sáng chói vô cùng. Biến cách cực đại cải biến tất cả vũ trụ, rốt cục bắt đầu. Giang Nam tóc đen tung bay, đột nhiên bay lên trời, lấy tay hướng thiên tán hoa cái chụp tới, thiên tán hoa cái bao phủ tam giới, 350 đạo thiên đạo như là cốt rù, chậm rãi khép lại. Ầm ầm. Hàng rào tiên giới đột nhiên vỡ ra, một cái đại thủ từ chỗ hàng rào vỡ ra hung hăng chụp đến chụp về phía đại la thiên cái bàn tay này khổng lồ như thế kinh người như thế thậm chí ngay cả đại la thiên ở trước mặt bàn tay này cũng lộ ra không có ý nghĩa tiên giới tiên vương rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ giang nam hử lạnh thân hình càng ngày càng to lớn cao ngạo càng ngày càng khổng lồ giơ lên thiên tán hoa cái hung hăng hướng tiên vương chi thủ này gõ đi đế huyền huyền thiên giáo chủ người cái này là ý gì tiên vương chi thủ kia bị thiên tán hoa cái gõ chúng bàn tay kịch chấn chỉ thấy thiên tán hoa cái 350 đạo thiên đạo đột nhiên mở ra đem bàn tay lớn này bắn trở về trong tiên giới trong tiên giới chuyển đến một thanh âm giận dỗi ngươi cũng là một trong chín người khai sang thần đạo chẳng lẽ nhất định muốn gặp thần đạo ta triệt để bị diệt vong hay sao không sai trong tiên giới chuyển đến thanh âm quảng đại khác huyền thiên giáo chủ con của ngươi chết rồi còn có thể tái sinh nhưng thần đạo bị diệt là sẽ không lặp lại chỉ cần thần đạo vẫn còn truyền thừa vẫn còn người đến tiên giới tất nhiên cũng có thể trở thành một tiên vương thậm chí tiên quân làm gì tự đoạn tiền đồ người đây là đang gây thù hằn lại có một thanh âm từ tiên giới chuyển đến tiên vương tức giận nói là cùng bắt tiên vương chúng ta là địch lúc thiên đạo triệt để cải biến ngươi cũng khống chế không được thiên tán hoa cái đã đến tiên giới ta nhìn ngươi xong việc như thế nào giang nam cười ha ha cầm thiên tán hoa cái trong tay ngửa đầu nói tám vị đạo huynh nếu như các ngươi không cách nào hạ giới mà nói như vậy sự tình hạ giới liền không cần các ngươi quan tâm tiên giới ta nhất định sẽ đi đến lúc đó kính xin tám vị đạo huynh vui lòng chỉ giáo khe hở hàng rào tiên giới đột nhiên oanh một tiếng khép lại phản đồ thần đạo ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chỉ giáo ngươi giang nam đem thiên tán hoa cái tế lên cái thiên đạo chí bảo này lần nữa bao trùm bầu trời tam giới quỷ tiên hoa thanh niên run rẩy vừa rồi bắt tiên vương lên tiếng quát lớn giang nam trong đó liền có quỷ tiên tri tổ huyền thanh tiên vương nàng phản bội huyền thanh tiên vương đầu nhập vào giang nam nghe được thanh âm cố chủ tự nhiên như là chuột thấy mèo sợ bị huyền thanh tiên vương phát hiện trong nội tâm hoa thanh niên khiếp sợ rung động giang nam cầm thiên tán hoa cái trong tay cùng tám tiên vương cách giới rằng co mặc dù là nàng vị chân tiên này cũng cảm giác được hung hiểm cảm giác được run rẩy Tiên nhân tu luyện thần đạo phi tiên, nhìn thấy bát tiên vương tám cái tiên tổ này đều có một loại kính sợ phát ra từ tâm hồn, bởi vì thần đạo là tám tiên vương này mở, người đời sau đều là dựa vào tám tiên vương bọn hắn mới có thể phi tiên. Bởi vậy bát tiên vương đối với bọn họ có áp chế tự nhiên. Hoa thanh niên nhìn thấy Giang Nam phản hồi Đại La Thiên, lấy lại bình tĩnh, tiến lên phía trước nói: Đạo hữu tương lai thật sự muốn đi vào tiên giới, người đã đoạn đạo thống của bọn hắn. Nếu ngươi tiến vào tiên giới, chỉ sợ tiên nhân tiên giới sẽ không bỏ qua ngươi ngoại trừ bát tiên phương còn có tiên giới chư tiên rất nhiều thế lực lớn chỉ sợ cũng sẽ cùng ngươi gây khó dễ đoạn đạo thống của người đây là huyết hải thâm cừu hoa đạo hữu lo lắng rồi đế cùng tôn mở vũ trụ càn khôn vì chính là để cho thế nhân tu thành tiên nhân trường sinh bất lão cái gọi là thần đạo bất quá là bổ sung cho tiên đạo mà thôi sang nam cười nói đã có con đường tu luyện thành tiên tốt hơn tiên nhân tiên giới chỉ biết hoan nghênh đây cũng là nguyên do lớn nhất vì sao tiên đế cung cùng tiên tôn cung cấm tiên nhân nhúng tay chư thần hoàng hôn kiếp về phần bát tiên vương là vì lợi ích bị hao tồn chỉ có bọn hắn mới đối phó ta bất quá ta dầu gì cũng là người hoàn thiện thần đạo cùng bọn họ có được địa vị đồng dạng bọn hắn muốn diệt trừ ta cũng không dễ dàng trong lúc nói chuyện thánh thiên tử triết cùng thánh thiên tử quân đã triệt để tu thành nguyên thần hàng rào tiên giới chấn động từng đạo tiên quang tiên khí như là cầu vồng rủ xuống không ngừng hướng trong cơ thể hai người rơi đi thoải mái nguyên thần bọn hắn y nguyên thành tiên đạt được tiên giới tán thành gia trì trên thân hai người bất quá bọn hắn so sánh với tiên nhân tu luyện thần đạo thành tiên vẫn là quá nhỏ bé tuy đạt được tiên giới tán thành lại không có khả năng xuyên qua hàng rào trầm trọng phi thăng tiên giới chư thần chư hoàng chư đế ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy hai vị thánh thiên tử này cường đại cũng không ở thân thể mà là nguyên thần nguyên thần của bọn hắn cực kỳ cường đại cơ hồ tích chứa tất cả pháp lực toàn thân trái lại thân thể đối với loại tồn tại nguyên thần thành tiên này mà nói cũng không trọng yếu như vậy cái này cùng thần đạo bất đồng thân thể đối với thần mà nói cùng thần tính đồng dạng trọng yếu thân thể không còn thần tính cũng không thể lâu dài hơn nữa thân thể cũng là thủ đoạn công kích mạnh nhất của thần thần tính của thần tuy trọng yếu nhưng lại không có bao nhiêu lực công kích ngược lại cần thời thời khắc khắc phòng hộ nấp trong tử phủ e sợ cho ngoại lực phá hư mà hai vị thánh thiên tử khai sáng tiên đạo lại dùng nguyên thần làm thủ đoạn công kích mạnh nhất nguyên thần thúc giục thần thông nguyên thần khống chế pháp bảo phòng ngự cùng lực công kích của nguyên thần đều đạt tới trình độ cực kỳ kinh người nguyên thần ngày bình thường có thể nấp trong thân thể cũng có thể luyện nhập bên trong pháp bảo tầm quan trọng của pháp bảo lập tức sâu sắc tăng lên chiến lược bản thân bọn hắn đối lập thần linh đại khái tương đương với chân thần thần chủ tầm đó nhưng mà nếu là nguyên thần thúc giục pháp bảo vậy thì không phải chuyện đùa rồi đối với chiến lược tăng lên thật lớn chỉ sợ có thể cùng thần tôn so sánh loại thành tiên tri đạo này của hai vị thánh thiên tử đối với thần tính cải tiến thật lớn cùng thần sâu sắc bất đồng chư thần chư hoàng chư đế tắc tắc kêu kỳ lạ mà ánh mắt giang nam thì rơi vào thiên đạo bảo quyền chỉ thấy chư hoàng liên thủ chế tạo 350 cuốn thiên đạo bảo quyền giờ phút này đã luyện làm một thể hóa thành hai mặt âm dương ngọc điệp một phân thành hai cũng có thể hợp hai làm một trong đó thiên đạo ẩn ẩn phát sinh cái biến thần đạo cùng tiên đạo cùng tồn tại mặt ngọc điệp này tích chứa uy năng vô lượng uy lực còn đang không ngừng tăng trưởng hẳn là tiên đạo đang không ngừng hoàn thiện nắm giữ không gian thần đạo mặt ngọc điệp này uy năng sẽ theo tu vi cảnh giới của chất nhi quần nhi tăng trưởng mà tăng trưởng sớm muộn sẽ biến thành pháp bảo uy năng cường đại nhất hạ giới đến gần vô hạn thiên tán hoa cái giang nam thầm nghĩ tương lai ta ly khai hạ giới bọn hắn cũng có thể tự bảo vệ mình rồi hai vị thánh thiên tử vẫn còn tập trung tư tưởng suy nghĩ tiềm tu ý định thừa công một lần hành động đem cảnh giới tăng lên tới cấp độ rất cao suy diễn ra con đường sau này ngày hôm nay thiên đạo gia trì vạn đạo triều bái tiên giới tán thành thiên đạo cùng thiên địa vạn đạo cũng đang thay đổi thích ứng tiên đạo lúc này gia trì đối với hai người chưa biến mất là thời cơ tốt nhất để bọn hắn tăng lên tu vi cảnh giới cùng suy diễn cảnh giới sau này nội tình của hai người đều xa xa không tiêu hao hết thánh thiên tử triết vốn là thần quân đại viên mãn cảnh giới tồn tại có thể so với hoàng đạo cực cảnh, truyền tu tiên đạo, hao phí nội tình ngay cả một phần trăm cũng không đến. Thánh thiên tử quân thì trải qua chư thần chư hoàng chư đế chúc phúc gia trì, lại chất chứa huyết mạch của đế huyền cùng thiên hậu nương nương, huyết mạch chi lực vô cùng nồng đậm, lại ở trong cơ thể thiên hậu nương nương tụ tập thiên địa linh tú chuyển nuôi mấy trăm năm, nội tình của hắn cũng cực kỳ giàu có. Hai vị thánh thiên tử lẫn nhau luận đạo, biện pháp, suy diễn cảnh giới, sau nguyên thần thành tiên, chư thần chư hoàng chư đế vờn quanh lắng nghe chỉ thấy cũng không lâu lắm nguyên một đám cảnh giới tiếp sau liền bị hai người suy diễn ra khiến cho từng tiếng sợ hãi thán phục tam giới có 33 trọng thiên hai vị thánh thiên tử mở tiên nhân cảnh giới liền đối với ứng 33 trọng thiên sau nguyên thần thành tiên được xưng là nhân tiên nhân tiên lục trọng thiên về sau là địa tiên địa tiên lục trọng thiên sau là thiên tiên thiên tiên lục trọng thiên hợp cùng một chỗ là thập bát trọng thiên sau nhân tiên địa tiên thiên tiên là kim tiên kim tiên lục trọng thiên thành tựu cao nhất là thái ất cái gọi là thái ất là được thái nhất ý là vô cực vô lượng vĩnh hằng quý nhất tu thành đạo quả ký thác tam giới sau kim tiên là đại la kim tiên đại la kim tiên lục trọng thiên đại la kim tiên hình thần đều diệu đạo quả đại la ngao du thái hư sau đại la kim tiên là hỗn nguyên thánh nhân chia làm tam trọng thiên hỗn nguyên huyền thiên thánh nhân hỗn nguyên vô cực thánh nhân hỗn nguyên nguyên thủy thánh nhân đã đến hỗn nguyên nguyên thủy thánh nhân cảnh giới cũng đã đạt tới thành tựu trí cao chư thần chư đế chư hoàng cùng mấy tiên nhân như hoa thanh niên nhao nhao phỏng đoán nguyên một đám cảnh giới này nguyên một đám tán thưởng không dứt lúc kim tiên cảnh giới sẽ để cho người đạt tới thực lực như chân tiên tiên giới mà tu vi thực lực của đại la kim tiên thì sẽ cùng tiên vương của tiên giới so sánh đã đến hỗn nguyên tam thánh cảnh giới sẽ so sánh tiên quân thậm chí vấn đỉnh trình độ rất cao bất quá nghĩ đến cảnh giới hỗn nguyên tam thánh nhân cuối cùng muốn đạt tới cũng là cực kỳ khó khăn tiên thiên đại đế thất diệp cùng mấy thần hoàng bên trong tiên thiên thần mang nghiên cứu hai vị thánh thiên tử mở ra tiên nhân cảnh giới nguyên một đám động dung tán thường tiên thiên thần ma ta bất tử bất diệt nhưng tu thành hỗn độn tiên nhân lại vạn phần khó khăn hỗn độn tiên nhân từ xưa đến nay hiếm có đến hoàng đạo cực cảnh cũng đã đạt đến cực hạn tiên thiên đại đế thất diệp cười nói nếu sửa tu tiên đạo không thể nói trước ta cũng có thể tái tiến một bước tu thành đại la kim tiên một tiên thiên thần hoàng khác nhao nhao gật đầu cười nói tu thành kim tiên cũng đã rất giỏi rồi đạo quả ký thác tam giới lại nhiều hơn một phần thủ đoạn bảo vệ tánh mạng giang nam phỏng đoán nguyên một đám cảnh giới này nhất là hỗn nguyên tam thánh đằng sau so với cảnh giới trước mắt của hắn còn muốn siêu thoát còn muốn siêu việt đã đến hỗn nguyên nguyên thủy thánh nhân cảnh giới chỉ sợ có thể cùng đế tôn so sánh rồi hắn thầm nghĩ trong lòng chỉ có điều tam giới thiên đạo tối đa có thể trèo chống đến đại la kim tiên cảnh giới đại la kim tiên cũng đã là cực điểm muốn tài tiến một bước chỉ có đi tiên giới đại thiên thời không đem thiên đạo bên trong đại thiên thời không tới tay tương lai tiên giới không thể thiếu tiên nhân hạ giới hai vị thánh thiên tử xác lập cảnh giới lại bắt đầu nghiên cứu và thảo luận công pháp đem công pháp dựa theo thiên đạo phân chia đại khái chia làm 350 cuốn mỗi một cuốn cũng có thể thành tiên nhưng mà muốn đạt được thành tựu rất cao thì cần càng nhiều lĩnh ngộ nữa, nghiên cứu thiên đạo khác mới có thể tu thành địa tiên, thiên tiên, kim tiên. 350 cuốn chỉ là một cái đại giàn giáo, còn có thể chia làm vô số loại công pháp. Bất quá đại giàn giáo đã xác định, công pháp đời sau thì cần người đời sau đi phỏng đoán khai sáng. Hạ giới tiên đạo rốt cục xác lập, tam đức Phật tổ hai tay hợp thành chữ thập nói. Chư vị đạo hữu, ta đi đầu xóa bỏ một thân tu vi, tu luyện pháp môn hai vị thánh thiên tử khai sáng làm đệ nhất kim tiên của Phật môn ta. Chậm đã. Giang Nam ngăn hắn lại, cười nói. Chư vị đạo hữu không cần cúng quýt, thần đạo ta tuy thọ nguyên không bằng tiên đạo, nhưng hôm nay chi thần hoàng hôn kiếp còn chưa kết thúc, ba nghìn tên thể còn đó, tương lai còn có quyết chiến. Các người vẫn là trước luyện thần đạo pháp bảo mạnh nhất của từng người, từng người lưu lại bảo vật cường đại nhất của thần đạo, lại tu luyện tiên đạo cũng không muộn. Thì Hiên Vi gật đầu nói. Hơn nữa cũng không thể cùng một chỗ tu luyện tiên đạo, chỉ bằng tiến hành theo chất lượng nếu không bọn người đô thiên thanh huyền xuất lĩnh ba nghìn tiên thể thừa dịp hư mà vào đủ để đen thần triều hủy diệt chư thần chư hoàng chư đế không người đồng ý tất cả tự rời đi chuẩn bị luyện chế pháp bảo cường đại nhất của mình lưu cho tương lai dùng thiên nhãn thần đế cùng kim đế lưu lại giang nam gọi thiên nhãn thần đế cùng kim đế hỏi những năm này các người có tìm được càn khôn lão tổ cùng bỉ ngạn nữ đế hay không thiên nhãn thần đế cùng kim đế lắc đầu nói Bọn ta tìm khắp tam giới, từng cái bí cảnh, từng cái thế giới, lại chưa từng tìm được hai vị lão tổ kia. Giang Nam nhíu mày, thở dài nói: "Kim Đan đại đạo, xuất từ tay Bỉ Ngạn nữ đế, nàng cũng là một trong thủy tổ của Kim Đan đại đạo, có duyên phận đạo tổ, như thế nào sẽ không ở trong tam giới?" Thiên Nhãn thần đế cùng Kim đế cáo lui. Giang Nam nhìn về phía Thánh Thiên tử quân và Thánh Thiên tử chết nói: "Hai người các ngươi đã thành đạo, mặt ngọc điệp này liền là thành đạo chi bảo của các ngươi." hiện tại các người có thể đi hạ giới hướng chúng sinh truyền đạo rồi thần triều của ta sắp tan vỡ tiên triều sắp thành lập các người không còn là thánh thiên tử mà là đạo tổ các ngươi phải có đạo hiệu của mình thánh thiên tử chiết cùng thánh thiên tử quân liếc nhau thánh thiên tử chiết khom người nói phụ thần ta đạo hiệu là hồng thánh thiên tử quân khom người nói phụ thần ta đạo hiệu là quân giang nam gật đầu khua tay nói hồng đạo nhân quân đạo nhân các ngươi có thể ra đại la thiên rồi sau khi truyền đạo tam giới các ngươi còn phải đi tiên giới một chuyến một là truyền đạo tiên giới đại thiên thời không hai là tiên giới đối với các ngươi có đại cơ duyên hồng đạo nhân quân đạo nhân khom người đồng ý đi ra đại la thiên thì hiền vi cười nói bệ hạ thiếp cũng cần luyện chế vài món pháp bảo tạm gác lại cho đại chiến chư thần hoàng hôn kiếp xin được cáo lui trước giang nam gật đầu thì hiền vi rời đi Giang Nam chậm rãi ngồi ở trên đế tòa trong huyền thiên kim khuyết lăng tiêu bảo điện, cúi lãm đại la thiên, cúi lãm 33 chư thiên, ánh mắt của hắn phóng xa, đem vô số thế giới của tam giới thu nhập đáy mắt. Hắn phảng phất thấy được tương lai. Tương lai, hắn là thần duy nhất bên trong vũ trụ càn khôn mênh mông. Lăng tiêu bảo điện trống trơn, phía trên đế tòa, vị đại đế này lộ ra có chút cô độc. Chấm! Mai táng thần đạo, mai táng thần triều của mình. Khoái mắt hắn có nước mắt chảy xuống, thấp giọng nói: "Trẫm, đích thật là phản đồ thần đạo. Hồng đạo nhân quân đạo nhân tại tam giới truyền đạo, truyền thụ trường sinh chi đạo, khiến cho anh động có thể nghĩ. Lúc truyền đạo mới bắt đầu, có người nói đây là đại nghịch bất đạo, ly kinh phản đạo, là bôi nhọ thần linh, là muốn phá vỡ đạo thống của đế huyền bệ hạ. Cũng có người nói, hai vị thánh thiên tử là mưu quyền đoạt vị, muốn từ đuôi đến đầu mưu đoạt đế vị của đế huyền." bạn đang xem đế tôn được thuyết minh tại kênh youtube di cắp phim truy cập kênh youtube di cắp phim để cập nhập những video mới nhất youtube com set ecab phim viết liền không giấu nhé cũng có thế hệ thiên kích ám sát hai vị đạo nhân tuyên bố muốn vì thần đạo lưu lại đạo thống cuối cùng vì thiên hạ chi thần chu sát phản tặc bất quá hai vị đạo nhân tu vi thực lực tiến triển cực nhanh lúc đi ra đại la thiên vẫn là nhân tiên lục trọng thiên cảnh giới nhưng theo truyền đạo đã đạt tới địa tiên tam trọng thiên cảnh giới có thể so sánh với thần quân, tu sĩ thế gian có thể giết bọn hắn thật sự không nhiều lắm. Hơn nữa, theo thời gian chuyển rời, tu vi của bọn hắn càng ngày càng mạnh, cảnh giới càng ngày càng cao, có được tùy tùng ngày càng nhiều, quy năng của thiên đạo Ngọc Điệp cũng càng ngày càng mạnh. Bọn hắn đi qua nguyên một đám thế giới, đem đạo nghĩa giáo lý của mình truyền thụ chúng sinh, có người bừng tỉnh đại ngộ. Từ trong 350 cuốn thiên đạo bảo quyền lĩnh ngộ ra thành tiên tri pháp, một cái chuyển thừa liền như vậy giao xuống. Hồng đạo nhân quân đạo nhân giảng chỉ là đại giàn giáo, truyền thụ quy tắc chung của tên đạo, thế hệ có tư chất tuyệt hảo từ đó lĩnh ngộ ra một môn đại đạo, sau đó liền có thể mở ra đủ loại pháp môn thành tiên, theo những người này khai tung lập phái, liền có càng nhiều truyền thừa lưu truyền xuống. Hai vị đạo nhân truyền đạo nguyên một đám thế giới, mọc lên như nấm, dần dần đã có xu thế liệt hỏa nấu dầu tinh hỏa liệu nguyên. Đây là một hồi cách mạng, một hồi biến cách vĩ đại nhất, đại thế biến cách cải biến vũ trụ càn khôn, cải biến thiên địa không chỉ dao động trụ cột thần đạo, đồng dạng sẽ đem tam giới dẫn vào một thời đại hoàn toàn mới. Mà vào lúc này, tiên cung thánh địa ba nghìn tiên thể như Ly Cung, Ma Di, Dư Nguyên Tử, Long Hán, Diệp Lưu, Nhấp Thanh, La Hầu La, Kế Đô, bao gồm nhiều tiên thể kinh thái tuyệt diễm, là thần chủ thần tôn kỹ kinh đương thời. Những tiên thể này cũng tự truyền pháp truyền đạo, truyền thụ tiên giới tiên pháp, không tiếc được công pháp mạnh nhất của bọn họ ra truyền thụ thế nhân, công kích hồng đạo nhân quân đạo nhân truyền thụ cho chỉ là ngụy đạo, không đủ để trường sinh. Những tiên thể này cũng đi qua nguyên một đám thế giới, mờ mờ ảo ảo cùng hồng đạo nhân quân đạo nhân đối lập. Đối với chút ít chuyện này, chư thần của đế huyền thần triều phảng phất làm như không thấy, tùy ý bọn hắn đối chọi gai gắt. Mà tam đại chân tiên một đại cổ thần trong tiên cung thánh địa tựa hồ đối với chuyện này cũng ngầm đồng ý, không lo lắng ba nghìn tiên thể an nguy chút nào. Ba nghìn tiên thể, mỗi một tiên thể đều là kinh thái tuyệt diễm, đạt ở bất kỳ một niên đại nào ngày xưa đều là nhân vật vạn chúng chú mục bất luận thiên tài gì khác cũng chỉ là đom đóm mà bọn hắn là trăng sáng cùng mặt trời mà ở kiếp này không giống người thường ba nghìn tiên thể hiện lên như là mặt trời sáng quắc quay liên tục tranh nhau phát sáng đây là thời đại huy hoàng nhất cũng là thời đại đồ sộ nhất rốt cục bắt đầu có tiên thể cùng hồng đạo nhân quân đạo nhân tao ngộ tiên thể phùng khế đến từ tiên giới cùng hồng đạo nhân quân đạo nhân tại hỗn độn ngọc dưới biện pháp phùng khế cũng có không ít đệ tử cùng tùy tùng vừa mới tao ngộ hai vị đạo nhân liền đáp xuống trên một tòa hỗn độn thánh sơn thể tuôn ra tiên quang bày ra dị tượng vô cùng biến ảo tiên vực trình bày thần đạo ảo diệu nối thẳng tiên giới thanh quang đoạt người hai vị đạo nhân thì từng người rơi xuống pháp tòa đối diện trên thánh sơn ứng chiến biện pháp trận biện pháp này nương theo lấy thần thông của thần đạo cùng tiên đạo đọ sức sát khí không lộ ra nhưng mạch nước ngầm kích tuôn tuy biện pháp nhưng tuy thời có khả năng vẫn lạc làm cho người lo lắng phùng khế ngay từ đầu liền triển lộ xu thế thần đạo hùng hổ dọa người dùng uy lực thần đạo nghiền áp đối phương cương mãnh bá đạo mà quân đạo nhân hồng đạo nhân thì ở vào xu thế nửa thủ nửa công như là nước chảy lũ lụt dài đằng đẵng cuối cùng nhất xâm chiếm hết thảy song phương biện pháp dài đến ba năm phùng khế thậm chí ở bên trong biện pháp đột phá cảnh giới đối với thần đạo đạt được lĩnh ngộ rất cao một lần hành động tu thành thần tôn nhưng mà hồng đạo nhân quân đạo nhân đối diện tăng lên càng nhanh hơn dĩ nhiên tiến vào thiên tiên cảnh giới. Cuối cùng, phùng khế biện không thể biện, thậm chí ngay cả đệ tử cùng tùy tùng bên người cũng bị đại đạo của hai vị đạo nhân mê hoặc, đầu phục đối phương. Phùng khế đại bại, thổ huyết, lẻ loi một mình ngồi ở trên thánh sơn đối diện. Đạo hữu đại đạo hay lắm, hai người ta bội phục. Hồng đạo nhân nói. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi có thể trường sinh sao? Phùng khế phất áo choàng, giống như tượng gỗ ngồi ở chỗ kia, hình dung tiểu tụy, lắc đầu không nói quân đạo nhân đi vào bên cạnh bàn tay đặt ở đỉnh đầu của hắn vì hắn thụ phát quán thành búi tóc nói ta dạy cho ngươi phùng khế tại chỗ khóc lớn hai vị đạo nhân mang theo chúng đệ tử cùng tùy tùng rời đi phùng khế yên lặng đứng dậy đi theo sau lưng hai vị đạo nhân trong quá trình truyền đạo các thiên thể cùng hai vị đạo nhân tao ngộ có biện pháp có ám sát gió tanh mưa máu phát động một hồi lại một hồi tranh đấu đế huyền thần triều như trước chưa từng can thiệp việc này mấy cự đầu của tiên cung thánh địa cũng án binh bất động để cho tuổi trẻ đồng lứa tranh đấu càng ngày càng kích liệt tùy tùng sau lưng hai vị đạo nhân ngày càng nhiều trong đó cũng không thiếu có tiên thể đi theo thậm chí đã có người tu thành nguyên thần trải qua từng tràng thiên giới trở thành tiên nhân mà mấy tiên thể cường đại nhất như ma di dư nguyên tử cùng kế đô la hầu la thì không đụng với hai vị đạo nhân mấy tôn tiên thể cường đại nhất này tựa hồ đối với hồng đạo nhân quân đạo nhân có kiêng kỵ nhưng người sáng suốt đều có thể thấy được bọn hắn kiêng kỵ không phải hồng đạo nhân cùng quân đạo nhân mà là kiêng kỵ đế huyền thần triều bọn hắn như là độc xà đại mãng đang chờ đợi thời cơ bởi vì bọn hắn biết rõ đế huyền thần triều sớm muộn sẽ sụp đổ chư thần nhất định sẽ vứt bỏ thần đạo chuyển tu tiên đạo cùng hồng đạo nhân quân đạo nhân biện pháp biện như thế nào đều là thua bởi vì đối phương hỏi ra một câu ngươi có thể trường sinh sao ngươi liền không cách nào biện xuống dưới nữa chỉ có thể động thủ mà cùng hồng đạo nhân quân đạo nhân động thủ thủy chung là tiểu đà tiểu nháo sau lưng hai vị đạo nhân này chính là thần triều khổng lồ kia mới là đối thủ đáng sợ nhất đế huyền thần triều còn một ngày liền không người có thể động hồng đạo nhân quân đạo nhân nhưng mà tiên đạo truyền lưu căn cơ thần triều đã dao động chư thần vứt bỏ thần đạo chuyển tu tiên đạo là thời khắc thần triều này nguy hiểm nhất tuy thời có nguy hiểm bị diệt bọn người kế đô la hầu la tụ tập tiên thể khác từng người truyền đạo thu nạp một ít thần ma lưu luyến thần đạo chờ đợi thời cơ này đến. Tiên thể phát triển quá mạnh mẽ, tu vi thực lực của bọn hắn cũng đang không ngừng tiến bộ, sớm muộn gì có một ngày, bọn hắn sẽ thành những thần cường đã nhất thế gian. Mà ở một ngày nào đó, 33 chư thiên chuyển đến một hồi chấn động kịch liệt, một mặt pháp ấn rộng lớn, ba vạn dặm lơ lửng trong chấn thiên thần triều, tên viết, huyền thai. Huyền thai ấn vừa ra, trong lúc đó trong thiên địa có một loại bi thương không hiểu, thế gian này thiếu đi một thần đế trong đại la thiên một đạo lưu quang rơi vào chấn thiên thần triều chấn thiên thần đế không cách nào chống đỡ cái thứ nhất chuyển tu tiên đạo lại qua trăm năm đại tây thiên hiện ra một ngụm lò lớn tản mát ra thần uy ngập trời chấn áp đương thời trong đại la thiên một đạo lưu quang bay đi tu di sơn tu di sơn tràn ngập khí tức phật đạo đau thương chư phật hiển hiện lễ kính đỉnh tu di sơn tam đức phật tổ cũng từ bỏ thần phật chi đạo chuyển tu tiên phật chi đạo các thần đế thần hoàng cổ xưa theo thời gian dần qua từ bỏ con đường nguyên lai của bọn hắn đi về hướng tiên đạo bất quá quá trình này rất chậm chạp cách trên trăm năm mới có một thần đế thần hoàng sửa tu tiên đạo hơn nữa mỗi một tồn tại cổ xưa đều để lại từng kiện từng kiện pháp bảo kinh thiên động địa tựa hồ phi đế huyền thần triều chấn áp số mệnh cuối cùng bảo đảm số mệnh thần triều không mất dùng nội tình những tồn tại kia sửa tu tiên đạo rất là dễ dàng trong đế huyền thần triều còn có lực lượng cực kỳ cường đại chấn áp người có dị tâm để cho bọn hắn không dám nhúc nhích mà theo thời gian chuyển rời tồn tại sửa tu tiên đạo phi tốc phát triển tu thành tiên nhân tiến quân địa tiên thiên tiên ở bên trong tam thập tam thiên chư thiên hiện hiện pháp bảo cực lớn ngày càng nhiều từng kiện từng kiện đế bảo hình thể khổng lồ bao phủ càn khôn chứng đế chi bảo hoàng đạo cực binh tản mát xa rung động khủng bố chấn áp thời đại này sao động mà ở nguyên một đám thế giới kia dần dần cũng có từng kiện từng kiện đế bảo chứng đế chi bảo khủng bố xuất hiện như là thần tích phiêu phù ở trên bầu trời, dãy núi, trên đại dương bao la, thậm chí địa ngục minh hải, yêu giới yêu liên hải, hỗn độn giới hỗn độn hải, thiên giới thiên hải, ở dưới Phật giới tu di sơn Phật quang chi hải, quỷ giới đại hà cũng có từng kiện từng kiện pháp bảo huy năng quảng đại trôi nổi, hoặc như núi, hoặc như luân, hoặc như thần phủ, hoặc như thiên cung, có trụ lớn chống trời, có đỉnh đài lầu các, có tiên sách, có cổ cầm, có bảo quyền thần xưa nhất trên thế gian để lại thần tích của bọn hắn đón lấy nguyên một đám trầm mặc phảng phất từ thế gian biến mất có truyền thuyết những thần này chết rồi có truyền thuyết bọn hắn chuyển tu tiên đạo trở thành tùy tùng của hồng đạo nhân quân đạo nhân còn có người nói bọn hắn ẩn núp đang ẩn phục từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi địch nhân xuất hiện chỉ có đế huyền thần triều còn ngật đứng thần cường đại nhất đế huyền cùng thiên hậu nương nương còn tọa trấn tại đó đột nhiên một ngày này các thiên thể như kế đô cùng la hầu la lần lượt chứng đế dẫn phát vạn giới vạn đạo triều bái thiên đạo bên trong thiên tán hoa cái cũng gia trì để cho các tiên thể chứng đế trở nên cường đại dị thường tựa hồ bọn hắn đã trở thành thủ hộ giả cuối cùng của thần đạo kế đô cùng la hầu la xuất lĩnh rất nhiều tiên thể ý đồ tiến công 33 chư thiên bất quá khi bọn hắn giết đến tam thập tam thiên xa xa chứng kiến thân ảnh đại đế sừng sững trên đại la thiên kia kế đô cùng la hầu la vẫn là lùi bước rồi thời gian du du đã qua vạn năm thần tích càng ngày càng ít mặc dù là bên trong thần triều thần cũng dần dần không thấy bóng dáng không thấy hiển thánh thậm chí ngay cả số lần đế huyền cùng thiên hậu nương nương xuất hiện cũng càng ngày càng ít tiên đạo dần dần hương thịnh mang tất cả hạ giới rốt cục hồng đạo nhân quân đạo nhân du ngoạn sơn thủy hoang cổ thánh sơn muốn đi vào 33 chư thiên hai vị đạo nhân cùng kế đô cùng la hầu la ở dưới chân hoang cổ thánh sơn tao ngộ đám tiên thể trở nên vô cùng cường đại tuyệt đại đa số tiên thể đã chứng được hoàng đạo cực cảnh có được lực lượng to lớn thay trời đổi đất ở dưới hoang cổ thánh sơn bố trí xuống sát trận chờ đợi hai vị đạo nhân một ngày này thân ảnh đế huyền lần nữa từ trong đại la thiên lên hiện nguyên một đám pháp bảo tràn ngập trong từng cái thế giới của tam giới tỏa sáng hào quang thần uy nhét đầy thiên địa kế đưa cùng la hầu la cắn răng đem người thối lui tùy ý hồng đạo nhân cùng quân đạo nhân tiến vào 33 chư thiên thời gian trôi qua bất trì bất giác đã qua 60 vạn năm thiên giới ngọc hoàng tuyên bố thoái vị đem đế bảo đế quan đặt trên bảo tọa phong thần bảng động ở nam thiên môn không biết tung tích lại qua ba vạn năm thiên hậu nương nương triệt để biến mất lại qua hai mươi vạn năm hạo thiếu quân hạo thiên đế đột nhiên có một ngày từ trên đại la thiên không thấy bóng dáng về sau không bao lâu thiếu hư đại đế thoái vị lại qua hơn mười vạn năm tiên thiên yêu đế nhậm tiên thiên bỏ đi đế bảo ném đi đế quan cười lớn đi ra thanh liên tiên cung không biết tung tích quỷ giới quỷ đế bắc đồ tuyền đã sớm vô tung vô ảnh các tồn tại hoàng đạo cực cảnh trong thiên đình cũng lần lượt biến mất chỉ có đế huyền vẫn ngồi ở trí cao thiên trên 33 chư thiên trong đại la thiên huyền thiên kim khuyết lang tiêu bỏ điện hắn lẻ loi một mình đối mặt đại la thiên đã không có chư thần chư hoàng chư đế đối mặt 33 chư thiên đã không có thần linh đối mặt tiên đạo ngày càng hưng thịnh phồn vinh tam giới một ngày này hồng đạo nhân cùng quân đạo nhân đi đến đại la thiên cách ngày bọn họ truyền đạo đã qua một trăm vạn năm hồng đạo nhân cùng quân đạo nhân đặt chân đại la thiên huyền thiên kim khuyết đi vào bên trong lăng tiêu bảo điện chỉ thấy trong lăng tiêu bảo điện chỉ có một bộ đế bảo đình đầu đế quan đế huyền đã biến mất vô tung hai đạo nhân đối với đế bảo đế quan lệ bái ở dưới chư tiên ủng hộ xuống ngồi trên đế vị chư tiên cúng bái miệng nói đạo tổ một ngày này tiên đình xác lập cũng là một ngày này từng kiện từng kiện đế bảo chứng đế chi bảo cùng hoàng đạo cực binh thần uy kinh thiên phiêu phủ ở vô số thế giới trong tam giới phiêu phù ở phía trên 33 chư thiên, đột nhiên nguyên một đám trụy lạc, có rơi vào hoang nguyên, có chìm vào biển cả, có chôn ở thâm sơn. Chư thần đã trở thành viễn cổ, nguyên một đám truyền thuyết viễn cổ. Bọn hắn phảng phất ngủ say trong thiên địa, phảng phất ẩn cư ở trong núi rừng, bọn nó phảng phất đang chờ đợi đại đế bọn hắn tái hiện thế gian, phung cánh tay lên hồ, bọn hắn liền sẽ xuất hiện tái hiện nhân thế. Nhưng mà thời gian một ngày ngày trôi qua, ngày càng nhiều người quên thần triều huy hoàng cực thịnh một thời kia quên một vị thần đình thiên lập địa quên đại đế cao cư đại la thiên trấn áp một cái thời đại quên vị đại đế dùng một trăm vạn năm thủ hộ tiên đạo vừa mới thành lập thời gian thông nhiễm nhoáng một cái lại là hơn ba mươi vạn năm qua đi nhân gian giới hoang cổ thánh sơn cao ngất nhập thiên nối thẳng tam thập tam thiên tiên giới tại đây thường xuyên có tu sĩ lựa chọn ở chỗ này độ kiếp nguyên thần trải qua thiên kiếp tẩy lễ thành công liền phi thăng đến tam thập tam thiên tiên giới thành tiên không thành công liền hồn phi phách tán có may mắn tu thành tán tiên chỉ là tán tiên cũng không thể lâu dài phải vượt qua từng đợt thiên kiếp nặng nề theo huy năng thiên kiếp tăng cường tán tiên cuối cùng có một ngày cũng sẽ hủy diệt ở dưới thiên kiếp hồn quy thiên địa cách hoang cổ thánh sơn không xa có một dãy núi nho nhỏ non xanh nước biếc trong núi có linh cầm tàu thú có tên hạc bay múa mây trôi lượn lờ giống như nhân gian thánh địa trong núi có một tòa đạo quan trong đạo quan vụn vặt lẻ tẻ mấy cái tiểu tu sĩ hôm nay tiên đạo hưng thịnh còn nhiều rất nhiều danh môn đại phái có chút tổ sư môn phái là tiên nhân thậm chí có địa tiên thiên tiên ở nhân gian lưu lại đạo thống tên tuổi thật lớn đệ tử cực đông hương khói tràn đầy đạo quan nhỏ như vậy đệ tử ít như vậy quả thực không thấy nhiều trong đạo quan này còn có một cây cổ thụ không biết có bao nhiêu vạn năm lịch sử cổ thụ ngày bình thường dị tượng không lộ ra im lặng thường có hai ba đạo đồng chơi đùa dưới tàng cây bất quá ngẫu nhiên cổ thụ trở nên vô cùng thần thánh hàng tỷ đạo hào quang bắn ra đạo đạo sắc khí xông thẳng lên thiên ngoại tản mát ra khí tức làm cho người run rẩy uy nghiêm quảng đại khủng bố để cho các tiên nhân trong nhân gian giới đều cảm giác run rẩy hai tiểu đạo đồng kinh ngạc vội vội vàng vàng chạy tới dò hỏi xem tổ sư ở bên trong thanh phong minh nguyệt các ngươi lại bướng bỉnh rồi không duyên cớ đi trêu chọc nó làm nó bực bội cho nên mới phải triển lộ dị tượng Tổ sư trong đạo quán kiêng áp một cái, nguyên thần ngao du nguyên một đám thời không trong tam giới phản hồi. Tổ sư tỉnh lại, cười nói: Nó trong ngày thường rất an phận, đừng hù đến tiên nhân khác liền không tốt rồi. Hai tiểu đạo đồng biết rõ tổ sư thần du tam thập tam thiên, đi đại la thiên làm khách. Vị tổ sư này của bọn hắn tuy tên không nổi danh, nhưng lại thần thông quảng đại. Mặc dù là hai vị đạo tổ cao cư tại đại la thiên, đối với tổ sư cũng là khách khí, xưng một tiếng đạo hữu. Tổ sư, người lúc trước nói gốc thần thụ này là viễn cổ cổ thần lưu lại bảo vật, thật sự sao? Thành phong đạo đồng nháy mắt mấy cái, hỏi. Minh Nguyệt đạo đồng cười nói. Ta cùng với đạo nhân khác trao đổi, đàm luận viễn cổ mấy mươi vạn năm trước, bọn hắn có nói cổ thần là tồn tại, có nói cổ thần là truyền thuyết, là người thời kỳ mông muội tưởng tượng, tổ sư, người thường xuyên nói không để cho chúng ta kinh động gốc thần thụ này, nói nó là cổ thần lưu lại bảo vật, những cổ thần trong truyền thuyết kia, đến cùng phải thật sự hay không? hai tiểu đạo đồng hồ nghi nhìn xem tổ sư nhà mình tổ sư kia đạo cốt tiên phong dâu dài tới ngực nhìn như niên kỷ không nhỏ nhưng nhìn kỹ chỉ cần cạo đi dâu dài hắn vẫn là một tồn tại cực kỳ tuổi trẻ hơn nữa hình dung tuấn mỹ không biết tại sao hắn lại giữ tròm dâu dài giả bộ như già nua hai tiểu đạo đồng đã sớm hoài nghi tổ sư nhà mình là loại mua danh chuộc tiếng lừa gạt mấy tiểu đạo đồng kiếm miếng cơm ăn cái gọi là thần du tam thập tam thiên đi đại la thiên làm khách đạo tổ cũng khách khí chẳng qua là lời nói một bên của tổ sư ai có thể làm chứng nói không chừng cái bại hoại tổ sư này chỉ là vụng trộm ngủ nướng mà thôi cái gì thần du tam thập tam thiên chỉ là lý do ngủ nướng cổ thần tự nhiên là tồn tại vị tổ sư tuổi trẻ kia ha ha cười nói bọn hắn để lại vô số thần tích thần tích bị tuế nguyệt che giấu bởi vậy thế nhân không biết cốc thần thụ này là một vị thần cường đại trong đó lưu lại các ngươi có chứng kiến đạo sơn mạch xa xa kia không hai tiểu đạo đồng hướng xa xa nhìn lại chỉ thấy một đạo hùng sơn trùng điệp cao lớn vô cùng kéo ức vạn dậm kéo dài qua nhân gian giới là một trong sơn mạch hùng tráng nhất của nhân gian giới tổ sư cười nói dạng núi này kỳ thật cũng là cổ thần lưu lại pháp bảo hai tiểu đạo đồng hoàng sợ càng thêm không tin nói tổ sư khoác lác tòa dạng núi này mặc dù là tiên nhân từ đông bay đến tây cũng phải tốn hao một năm thời gian cổ thần có thể chế tạo pháp bảo lớn như vậy sao ta cũng không tin tuổi trẻ tổ sư ngáp một cái, không đếm xỉa tới nói. Pháp bảo cổ thần, có so với tinh hệ còn muốn lớn hơn, còn muốn bao la, thậm chí có pháp bảo có thể hóa thành một thế giới. Các người không biết là các người kiến thức nông cạn, sinh ra quá muộn, các người bái kiến tòa sơn cốc quanh năm tuôn ra hỏa diễm của nhân gian giới kia không? Tòa liệt hỏa cốc này rộng lớn trăm vạn dặm, cũng là một kiện pháp bảo của cổ thần, còn có thiên hà từ tiên giới chảy ra, xuyên suốt 33 chư thiên, chảy qua nhân gian giới, chảy vào minh hải thiên hà cũng là pháp bảo của cổ thần hai tiểu đạo đồng trợn tròn trong mắt thất thanh nói thiên hà rộng lớn bát ngát thầm bất khả chắc nghe đồn có tiên nhân ý đổ lèn vào đáy sông bơi suốt ba năm còn không có đến đáy sông bất quá tiên nhân trở về nói bọn hắn ở trong sông nhìn thấy rất nhiều cung điện biến mất bên trong sông lớn cổ xưa mà thần bí ở trong sông phiêu động du đãng mặc dù là tiên nhân cũng không cách nào bắt những tiên nhân kia còn chứng kiến lâu thuyền màu vàng xanh nhạt tràn ngập khí tức cổ xưa ở chỗ sâu trong nước sông du rắt từng chiếc từng chiếc thuyền lớn cổ xưa lẳng lặng ở chỗ sâu trong nước sông đi dạo vô thành vô tức hạm đội khổng lồ phảng phất đang cai quản tiên giới tam thập tam thiên vận hành thiên hà thật sự quá bao la rồi đã vượt qua nguyên một đám thế giới chảy vào minh hải chiều dài không lường được nếu nói thiên hà bao la hùng vĩ như thế cũng là pháp bảo tuyệt đối không có người tin tưởng thiên hà cũng vậy là mấy chục tôn cổ thần cường đại liên thủ luyện chế pháp bảo tuổi trẻ tổ sư nghiêm nghị nói ở bên trong thiên hà chôn giấu vô số cổ thần pháp bảo có chừng mấy trăm vạn cổ thần pháp bảo mai táng tại đó hai tiểu đồng lộ ra sắc mặt không tin lướt nhau thầm nghĩ tổ sư cái gia châu này thổi có chút quá may mắn chỉ có chúng ta nghe nếu không lan truyền đi ra ngoài bị tu tiên giả khác biết rõ ngay cả chúng ta cũng đại mất mặt trong minh hải còn có pháp bảo càng thêm quảng đại cái kia là địa ngục thần hoàng cổ xưa đặt bảo vật ở chỗ sâu trong minh hải còn có hỗn độn hải yêu liên hải thiên hải, Phật hải, thậm chí mỗi một tòa thế giới, đều có cổ thần lưu lại pháp bảo, hóa thành dãy núi, hóa thành trường hà, hóa thành hồ nước, hóa thành biển cả, hóa thành tiên sơn trên biển, hóa thành nhân gian tiên cảnh. Tổ sư càng nói càng không hợp thói thường rồi, nói. Còn có hóa thành trang sáng cùng mặt trời trên bầu trời, có chút là cây cột chống thiên, có chút là tinh hà trong thế giới, cũng là cổ thần pháp bảo. Hai tiểu đạo đồng cười nói. Tổ sư ra châu thổi muốn phát nổ coi như là tiên nhân, thiên tiên, chỉ sợ cũng luyện không ra nhiều bảo bối như vậy lớn như vậy. Tổ sư, chúng ta hỏi ngươi, những cổ thần kia lưu lại nhiều pháp bảo như vậy, như vậy những cổ thần này ở đâu? Vì sao bọn hắn lại phải lưu lại nhiều bảo bối như vậy? Vị tuổi trẻ tổ sư kia thản nhiên nói. Bọn hắn thay hình đổi dạng, che giấu rồi, bọn hắn còn có địch nhân, bọn hắn đang chờ đợi một khắc địch nhân lộ ra nanh vốt dữ tợn này. Bọn hắn, trong ánh mắt tổ sư lộ ra nhớ lại, tựa hồ hồi tưởng thời đại xa xôi kia nói bọn hắn đang chờ đợi bệ hạ của bọn hắn đại đế của bọn hắn vô song đại đế đương thời xuất hiện biến hóa lớn đại náo động đại đế bệ hạ của bọn hắn liền sẽ xuất hiện triệu hoán bọn hắn triệu hoán những tồn tại cổ xưa đã thay hình đổi dạng này đám người cổ thần sẽ hưởng ứng bệ hạ của bọn hắn kêu gọi pháp bảo cổ thần sẽ sống lại tái hiện nhân thế tái hiện thời đại mà không ai biết tái hiện thời đại vinh quang kia bọn hắn đã chờ đợi lâu rồi có chút tồn tại cổ xưa đã đợi chờ 130 vạn năm, bất quá cổ thần huyết còn chảy xuôi ở trong cơ thể của bọn họ, chờ đợi một khắc kích hoạt này. Bọn hắn lưu pháp bảo trên thế gian, bị hơn 130 vạn năm thời gian bịt kín bụi đất, bịt kín núi đá, nước chảy, bịt kín dấu vết thời gian. Những pháp bảo cổ xưa này cũng đang chờ đợi, chờ đợi một hồi thần tiên chiến cuối cùng, bộc phát ra hào quang rực rỡ nhất của chúng, trần áp chu rất địch nhân của bọn hắn, kết thúc chư thần hoàng hôn kiếp. Hai tiểu đạo đồng liếc nhau, hì hì cười nói tổ sư gia châu càng thổi càng lớn rồi khó tránh khỏi có chút kinh thế hại tục hai tiểu đồng vừa nói đến đây đột nhiên nhân gian giới kịch liệt chấn động để cho thân hình bọn hắn đứng không vững tổ sư tuổi trẻ khẽ nhíu mày tay áo cuốn động mang theo hai tiểu đạo đồng cao cao bay lên trong chốc lát bọn hắn liền bay đến chỗ cực cao phóng mắt nhìn đi chỉ thấy không chỉ là dãy núi nho nhỏ của bọn hắn đang chấn động thậm chí hoang cổ thánh sơn cũng đang chấn động biển cả nhân gian giới giống như nộ hải nhấc lên sóng to gió lớn vô số dãy núi vô số cây cối hết thảy đều đang kịch liệt lay động mặc dù là ngôi sao trên bầu trời cũng đang không ngừng lắc lư toàn bộ nhân gian giới đều đang kịch liệt chấn động rung động lắc lư không biết là uy lực hạng gì tạo thành loại đại dung chuyển này vị tổ sư tuổi trẻ kia khẽ nhíu mày hướng chỗ xa hơn nhìn lại phảng phất ánh mắt của hắn có thể lướt qua vô tận không gian chứng kiến nơi cực xa ở bên trong đôi mắt của hắn hắn chứng kiến nguyên một đám thế giới đang run rẩy những thế giới yêu ma, người, Phật, thiên, quỷ kia hiện đang ở, cũng bị một cổ lực lượng to lớn dung chuyển, thậm chí ngay cả tam thập tam thiên tiên giới cũng lắc lư không ngớt, như là có tồn tại gì đáng sợ dao động cơ sở toàn bộ tam giới. Chẳng lẽ một trận chiến muốn cuối cùng sắp bắt đầu? Hai tiểu đạo đồng nghe được tổ sư bên người lầm bầm nói. Bọn hắn chứng kiến, vì tổ sư bại hoại này đột nhiên trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn, có một loại uy nghiêm, đáng sợ khả kính dần dần từ trong cơ thể hắn sinh ra phảng phất là hùng tâm trắng chính ngủ say hơn 100 vạn năm thức tỉnh. Tiểu đạo đồng kinh ngạc, khó có thể tin nhìn tổ sư quen thuộc của mình, trong lúc đó cảm thấy tổ sư có chút lạ lẫm. Cổ sư thần triều à, rốt cục muốn nghênh đón chiến dịch cuối cùng. Tổ sư lẩm bẩm nói, vô số tiên nhân bị kinh động, nhao nhao bay về phía không trung, không chỉ có tiên nhân nhân gian giới, còn có tiên nhân yêu giới, địa ngục, Phật giới, thiên giới, quỷ giới, thậm chí ngay cả tam thập tam thiên tiên giới đều có hàng hà tiên nhân bay ra, nghẹn họng chân chối nhìn về phía vũ trụ hư không. Trong hư không cách tam giới trừ thế giới không xa, đột nhiên một tòa tiên cung thần thánh mà trang nghiêm xuất hiện, đánh bay hư không. Tòa tiên cung này quảng đại như thế, phảng phất khổng lồ giống như một cái thế giới, chiếm cứ hư không to lớn như vậy, hoa văn cổ lão trên môn hộ tiên cung sáng lên, so với mặt trời, còn muốn trói mắt. Đón lấy, một cổ khí tức vô cùng khủng bố từ bên trong môn hộ kia truyền đến, những khí tức này làm cho tiên nhân, cũng theo đó run rẩy, hoảng sợ. Đó là khí tức không giống với tiên đạo, so với tiên đạo càng thêm cường hoành, càng thêm bá đạo. Tiên cung mở ra môn hộ, trừ tiên tam giới hoảng sợ nhìn xem quái vật khổng lồ này, bọn hắn chứng kiến một thân ảnh vô cùng khôi ngô, vô cùng cao lớn từ trong môn hộ tiên cung chậm rãi đi ra. Vị tồn tại này quanh thân quấn quanh tiên đạo, thể nội tuôn ra tiên quang, thậm chí có thể so với kim tiên. Vị tồn tại này tản mát ra khí tức cổ xưa mà tang thương, hắn cao lớn khôi ngô như thế, nếu như đứng trong một thế giới đầu lâu tất nhiên sẽ thăm dò vào trong tinh hà bàn tay to của hắn mở ra tựa hồ có thể khống chế tinh hà tồn tại khổng lồ như vậy đến cùng là vật gì có tiên nhân hoảng sợ nói có tiên nhân từ thời đại cổ xưa đi tới biết rõ rất nhiều lịch sử không muốn người biết trả lời hắn nói cái này là thần bất quá là ma thần tà ác bọn hắn đã từng cùng đạo tổ tranh chấp cùng đạo tổ biện pháp không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy bọn hắn lại vẫn tồn tại ở thế gian. Những tồn tại tà ác này so với lúc trước càng cường đại rồi. Ở bên trong môn hộ tiên cung, các cổ thần đi ra, số lượng ngày càng nhiều, nhiều đến 2.000 vị thần. Những thần này mặc dù có tiên quang, có tiên đạo, lại cùng tiên nhân của tam thập tam thiên đại đạo hoàn toàn bất đồng, bọn hắn cường đại làm cho người khác run rẩy tựa hồ dơ tay nhấc chân liền có thể khai thiên tích địa. Bọn hắn còn có con dân của mình, đó là huyết mạch tiên thể, tất cả thần linh lớn nhỏ, dùng mấy trăm vạn mà tính. Cuối cùng, hai thần linh tuổi trẻ trong môn hộ đi ra. Hai thần linh này mở ra cánh tay, nhìn lên đại la thiên phía trên tam thập tam thiên tiên giới. Có tiên, tất có ma. Một thanh âm vang vọng tam thập tam thiên vang lên. Có tiên giới, vậy thì phải có ma giới. Khai thiên, mở ma giới, chiếm đoạt tam giới. ầm ầm, rung động lắc lư càng thêm kịch liệt truyền đến. Tiên nhân trong tam thập tam thiên hoảng sợ kinh hãi chứng kiến hai nghìn cổ thần kia đột nhiên đem hư không đánh nát cứ thế mà mở ra nguyên một đám thế giới tái tạo càn khôn địa thủy phong hỏa phún dũng vô số ngôi sao nhao nhao hiện lên vô số thời không từng cái bắn ra nguyên một đám thế giới từ trong hư không tái tạo đi ra đó là sức mạnh to lớn của thần linh vậy mà đem hai nghìn thế giới từ trong hư không sáng tạo ra bạn đang xem đế tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set Film. viết liền không giấu nhé bọn hắn ở trong tam giới sáng tạo ra một cái vũ trụ, một cái thần ma thế giới. cái vũ trụ này còn đang không ngừng khuếch trương, bắt đầu xâm chiếm nguyên một đám thế giới của tam giới, chiếm đoạt không gian tam giới. hai đạo đồng thanh phong minh nguyệt hoàng sợ nhìn xem một màn này, nhìn xem hai nghìn thế giới trong bóng đêm kia, nhìn xem ma giới phảng phất có thể thôn phệ hết thảy xâm lấn tam giới, rung giọng nói: tổ sư thần thật sự tồn tại, tổ sư thần của chúng ta đâu, bọn hắn ở nơi nào? lời của bọn hắn còn chưa rơi, đột nhiên một tiếng nổ vang vang lên, hai đạo đồng kinh hãi chứng kiến nhân gian giới tòa sơn mạch có thể làm cho tiên nhân bay một năm mới có thể bay đến cuối cùng. trong lúc đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, dãy núi trên sơn mạch rung động, núi đá văng tung tóe, phía dưới núi đá bao phủ từng đạo hào quang chói mắt hướng ra phía ngoài bắn đi. đó là thần quang. toàn bộ nhân gian giới đang chấn động, xa xa trong sơn cốc quảng đại bát ngát ánh lửa đột nhiên phóng lên trời, sơn cốc trùng thiên một bếp lò phong cách cổ xưa mà hùng vĩ bay lên không thần hỏa hừng hực tản mát sao uy năng ngập trời sông lên phía chân trời ở bên trong thiên hà vô số thần quang từ đáy sông tuôn ra phún dũng chiếu sáng tam thập tam thiên tiên giới chiếu sáng vô số thế giới từng chiếc từng chiếc thanh đồng chiến hạm khổng lồ ầm ầm phá vỡ mặt nước chạy trên thiên hà bao la hùng vĩ từng tòa cung điện cung khuyết sông lên mây xanh thần quang tràn ngập thiên hà như là sống lại như là giao long từ tam thập tam thiên đến vô số thế giới, đến minh hải, toàn bộ bay lên không, tản mát ra rung động kinh thiên. Những di tích kia, những thần thành kia, phảng phất hết thảy thức tỉnh lại, lực lượng khủng bố bắt đầu khởi động, thần quang vô biên phún dũng. Phật giới, một ngụm vạn ngục hồng lộ sớm đã phong bụi phá vỡ bụi đất, hào quang chiếu rọi Phật giới, cả tòa Tu Di Sơn chấn động, chấn khai nguyên một đám thế giới vờn quanh Tu Di Sơn, Tu Di Phật mở mắt, khiếp sợ đương thời. Yêu giới, trên yêu liên hải nhiều đóa yêu liên từ trên biển nở rộ yêu liên mở ra từng kiện từng kiện pháp bảo vô cùng khổng lồ xuất hiện ở bên trong yêu liên thiên giới phong thần bảng chấn động một ngụm tạo hóa tiên đỉnh tỏa ánh sáng quỷ giới trong đại hà bình tĩnh vô số pháp bảo cổ thần phá tan phía chân trời đại hà kiều đồn nhiên hóa thành một đạo tiên quang hóa thành cây cầu dài kéo dài qua vũ trụ càn khôn có người chứng kiến trong minh hải từng tòa pháp bảo khủng bố đến cực điểm trồi lên mặt nước tản mát sao y năng cổ xưa mà thần thánh có tiên cổ có thần cung có thiên đình cổ xưa toàn bộ thiên địa phảng phất trong lúc đó thay đổi bộ dạng trở nên khiến các tiên nhân cảm giác vô cùng lạ lẫm mặt trời vận hành khác thường mặt trời đột nhiên hóa thành một đầu tam túc kim ô xương cánh phi hành trong thời gian ngắn bay vọt qua nguyên một đám thế giới đột nhiên đầu tam túc kim ô vô cùng khổng lồ này phát ra tiếng người kêu lớn tỉnh lại tỉnh lại trong thiên địa vang lên nguyên một đám tiếng cười tăng thương phóng khoáng. Chúng ta đã sớm tỉnh, một mực đang chờ đợi giờ khắc này. Kim đế, chúng ta đợi đã lâu rồi. Đồ tam túc kim ô to lớn không gì so sánh được kia vỗ cánh phi hành, bay đến nhân gian giới, thanh âm cao vút chấn động thiên địa, kêu lên. Chấn viên, hoa chấn viên, chấn viên lão tổ, chấn viên đại tiên, chấn viên đại đế, bảo đao của người có già hay không, còn có thể chiến hay không. Hai tiểu đạo đồng thanh phong minh nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối thất thanh nói. Tổ sư, đạo hiệu của ngươi không phải chấn viên sao? Hai người bọn họ lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ thấy trong đạo quán phía dưới, gốc thần thụ cổ xưa kia bộc phát ra hàng tỷ đạo hào quang, thần quang sáng chói, chiếu dọi nhân gian. Cổ thụ càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, phát ra rung động ngập trời. Cổ thụ trường cao, không ngừng tăng vọt, thời gian dần trôi qua lớn lên đã vượt qua hết thảy dãy núi thế gian, cành lá vươn phía chân trời, bay vào trong tinh không ngọn lọt vào tam thập tam thiên tiên giới bên cạnh thanh phong minh nguyệt tổ sư tuổi trẻ phất tay chỉ thấy gốc cổ thụ này bay lên bị tổ sư tuổi trẻ nắm trong tay chấn viên thần đế ở đây tuổi trẻ tổ sư cười ha ha bộc lộ tài năng khiếp sợ thế gian kim đế các ngươi ngủ say mà ta lại tỉnh hai tiểu đạo đồng thanh phong minh nguyệt ngốc trệ nhìn tổ sư bên cạnh nói không ra lời đầu kim ô kia vỗ cánh bay đi kêu lớn thần thiếu thần thiếu người đã chết chưa kim ô bay qua một tòa hùng sơn cao tới mấy chục vạn dặm tòa hùng sơn này hình như chim to trồm hỗm đột nhiên hùng sơn chấn động núi đá chóc ra ở bên trong núi đá sụp đổ hai đạo kim quang kích xạ mà ra huy hoàng như trụ chiếu xác vạn dặm xa núi lớn dương cánh mà lên nhất phi trùng thiên hóa thành một đầu ngốc ưng vạch phá phía chân trời tịch trọng tịch tử quy hai con chim to cũng phi kêu lớn tử quy đại đế từ trong thiên hà tỉnh lại a à hai con chim to cánh chim tre khuất bầu trời nghiêm nghị cao gọi chỗ bay qua trong núi sâu bay ra một tiên nhân cổ xưa sớm đã thành tiên tổ ở chỗ sâu trong biển cả hiện ra từng tòa thần cung thiên đình minh mông bát ngát ngũ sắc tung bay nguyên một đám tồn tại làm cho tiên nhân cũng cảm giác được hồi hộp nhao nhao thức tỉnh tái hiện thế gian khí tức cổ xưa mà cường đại dung chuyển vũ trụ càn khôn hai đầu chim to ngủ say tỉnh lại bình ngạn thần châu chôn giấu trong lòng đất bay vào xa biển cả tình lại một nữ đế họ nhà của thiên đình phật giới tu di sơn có phật môn đệ nhất kim tiên tỉnh lại có ở bên trong miếu thờ cổ xưa một pho tượng phật đà sống lại hóa thành huyết nhục chi thân rất nhiều phật tiên bay lên tu di sơn cùng tôn vinh bên người tôn đại giác kim tiên tất cả phật tiên lớn nhỏ mọc lên san sát như rừng túng tụng tôn đại giác kim tiên này tam khuyết lúc hai đầu chim to bay tới phía dưới lại có bảy đầu thanh điều bay ra ngậm lấy một đế hoàng thụ đỉnh thiên lập địa chín con chim to cùng một chỗ kêu lên tam khuyết bệ hạ triệu hoán ngươi kính xin đi tam thập tam thiên tôn đại giác kim tiên kia mở ra hai con ngươi trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ khoát tay nói đừng kêu tam khuyết tốt xấu cho ta cái mặt mũi chín con chim to rát tay nhau mà bay lướt qua nguyên một đám thế giới đi vào thiên giới thiên đình ở bên trong thiên đình có một đại đế đưa tay phong thần bảng xoáy lên biến thành quyển trục rơi vào lòng bàn tay phía sau của hắn có lão giả lưng đeo sáu thanh lục đạo sát kiếm có tráng hán ôm ấp đại búa có tu sĩ lưng đeo ống trúc có hòa thượng lông mày xanh đôi mắt đẹp có ma thần hờ ngực lộ nhũ bầy chim bay qua phía chân trời phốc lạp lạp bay đến yêu giới bên trong yêu giới có một đại đế sớm đã chỉnh đốn tốt hành trang xuất lĩnh tiên tổ cổ xưa mà thần bí chuẩn bị xuất phát bầy chim lại bay đến minh hải trong minh hải sớm đã có một thiếu niên đại đế xuất lĩnh rất nhiều tiên tổ cổ xưa đi tam thập tam thiên tiên giới hỗn độn hải sóng cả mãnh liệt một tồn tại to lớn cao ngạo ở dưới rất nhiều tiên nhân nhìn soi mói chậm rãi đi ra hỗn độn hải thân thể khổng lồ của bọn hắn tràn ngập vi năng khủng bố cất bước đi về hướng tam thập tam thiên nại hà bay lên có quỷ tiên bay ra tiên uy chấn thế chín con chim to bay qua nguyên một đám thế giới tỉnh lại các tồn tại lốt cục bay về phía tam thập tam thiên tiên giới trong tam thập tam thiên cô số tồn tại cổ xưa thức tỉnh các tiên nhân lánh đời cuốn cuốn trận đồ cổ xưa nhao nhao bay lên không bộc phát ra tiên uy vô lượng bát ngát tiên nhân tam giới kinh hãi chứng kiến những tồn tại phóng lên trời này có chút là tổ sư của bọn hắn có chút là tiên nhân nhàn tàn không để ý tới thế sự có chút là tiên nhân bình thường ẩn khư ở bên trong phố xá sầm uất không ngờ lúc trước những tồn tại này không hiển sơn lộ thủy mặc dù là nguyên một đám tổ sư tiên đạo đại phái cũng đều là vui tươi hớn hở nhàn rỗi đi tìm bằng hữu nói chuyện lúc bể bộn bế quan luyện đan hoàn thai tự đắc những tồn tại này cũng có thể xưng là nhân vật tiên tổ cấp. Mà lúc này, những tồn tại này triệu hồi pháp bảo thời đại thần thoại, từng kiện từng kiện pháp bảo thời đại thần thoại thần uy tràn ngập thiên địa, chấn áp đương thời. Các tiên nhân tụ tập cùng một chỗ, trận đồ phong bụi tẩy đi hạt bụi, bộc phát ra năng lượng vô cùng, hóa thành tiên trận khổng lồ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, vô số tiên nhân bay tới, rơi vào tiên trong trận. Thần thoại tái hiện rồi, pháp bảo cổ thần tái hiện thế gian, chủ nhân của bọn hắn viễn cổ thần hôm nay trở thành tiên nhân cổ xưa một lần nữa khống chế pháp bảo của bọn hắn lại đến thế gian bọn hắn xếp thành hàng trình tề từng tòa trận pháp đâu vào đấy từng nhánh tiên nhân đại quân không loạn chút nào những tồn tại cao cao tại thượng này phảng phất đang chờ đợi đế hoàng của bọn hắn kiểm duyệt thần đình bị mai một trong lịch sử tựa hồ từ trong hạt bụi bao trùm sống lại tái hiện huy hoàng năm đó mà chín con chim to rốt cục bay đến đại la thiên đón lấy lôi ra một cỗ đế liễn chạy như bay ra đại la thiên trong xe là Thiên Hậu nương nương. Mà bên trong Đại La Thiên, hai vị đạo tổ cũng đi ra bảo điện, nhắm mắt theo đuôi đi sau Đế Liễn. "Bệ hạ." Có tiên nhân lão tổ lên tiếng kêu lên. "Bệ hạ ở đâu?" Vô số tiên nhân bộc phát ra tiếng gầm trùng thiên, hô to nói. "Mời bệ hạ hiện thân." "Bệ hạ, người vẫn còn ở Tam giới sao?" Thanh âm càng lớn vang lên. "Trẫm ở đây." Một thanh âm bình bình đạm đạm truyền đến, rõ ràng truyền khắp từng nơi hẻo lánh trong Tam giới một thiếu niên thư sinh thanh tú xuất hiện tại đại la thiên lên cúi lãm thiên địa vị thiếu niên thư sinh này xuất hiện lại để cho một số tiên nhân từ thời đại xa xôi đi tới kia lệ nóng doanh tròng bọn hắn phảng phất lại nhớ tới thời đại tiền đồ sán lạn kia phảng phất lại nhớ tới thời đại cổ thần thống trị thế gian đế huyền trị thế bọn hắn đã thành tiên thần tính của bọn hắn cũng hóa thành nguyên thần bọn hắn đã cùng thần không có liên quan nhưng thần huyết thần nhiệt huyết còn ở trong cơ thể của bọn hắn trẻ xuôi thần hào khí, hào hùng, còn ở giữa lồng ngực bọn hắn quanh quần. Chỉ có người trải qua thời đại kia mới sẽ minh bạch vì sao những tồn tại cao cao tại thượng này, sau khi chứng kiến thiếu niên thư sinh kia sẽ kích động đến trong hốc mắt ngậm lấy dòng nước nóng, bởi vì đại đế của bọn hắn, đại đế vô địch, rốt cục trở về rồi, trở về cùng bọn họ sóng vai chiến đấu. Đây là cảm tình mà tiên nhân đời sau không thể nhận thức, bởi vì bọn hắn không có trải qua thời đại rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy kia. Bọn hắn không biết, tam thập tam thiên là ai sáng tạo bọn hắn không biết vì tam giới hôm nay có bao nhiêu thần ma ném đầu lâu rơi nhiệt huyết trải qua bao nhiêu đại chiến thậm chí vĩnh viễn chết đi không biết lúc trước bởi vì phiến thiên điện này mà trả giá vĩ đại đến cỡ nào bọn hắn cũng không biết người thư sinh trẻ tuổi kia vì thế giới hôm nay phản bội thần đạo của mình bỏ qua địa vị của mình tự tay mai táng thần triều của mình bọn hắn không biết sở dĩ những tiên tổ này có thể có được uy năng cùng pháp lực vô biên hôm nay dựa vào chính là nguyên thủy chi khí của thiếu niên thư sinh này. Thiếu niên thư sinh này dùng mấy chục vạn năm thời gian luyện thành nguyên thủy chi khí đánh vào trong cơ thể những tiên tổ kia vì bọn hắn đúc hạ trụ của tiên đạo, luyện thành nguyên thủy kim đan để cho bọn hắn có hy vọng đột phá cảnh giới rất cao so với thần đạo. Bọn hắn không biết đúng là vị thiếu niên thư sinh cao cư tại Đại La Thiên này, một tay sáng lập tam giới hôm nay. Đế huyền Bên trong ma giới vừa mới mở, nguyên một đám thế giới phi tốc bành trướng, địa thủy phong hòa bắt đầu khởi động kế đô ngửa đầu nhìn về phía đại la thiên ánh mắt chớp động cười to nói ngươi già rồi thần triều của ngươi cũng già rồi bị diệt rồi mà chúng ta lại vẫn còn phát triển hai ngàn tiên thể chúng ta đã không kém hơn tiên nhân tiên giới ngươi nhất định bại vong tiên đạo nhất định bị lao đi ngươi mở đại la thiên ta liền là kiếp số của ngươi vô số tiên nhân tam giới giận dữ nhưng không ai mở miệng tịch ứng tình đột nhiên cười nói tiểu quỷ đừng làm rộn tại đây không có phần người nói chuyện kế đô cười ha ha hào khí ngất trời khí khái làm cho vô số người chịu thuyết phục khí thế làm cho tiên nhân tam thập tam thiên tiên giới lạnh run luận tư cách ta xác thực không đủ trình độ nói chuyện nhưng mà luận thực lực ta dư xài hôm nay ta cũng là khai thiên lão tổ thực lực so với tiên nhân không chênh lệch chút nào dưới trướng của ta hai nghìn tiên thể mỗi người có được thực lực mở thiên địa cổ thế lực lớn này mặc dù là đến tiên giới cũng là một phương bá chủ ở bên trong địa thủy phong hỏa vô biên la hầu la hiển hiện bóng mờ khổng lồ nhét đầy thiên địa thản nhiên nói tam giới ngụy tiên có thọ nguyên dài rằng giặc mà không có thần thông kinh thiên động địa nhất định không cách nào đào thải thần đạo nhất định bị thần đạo đào thải đế huyền lúc trước chúng ta ở trước mặt ngươi là không có quyền lên tiếng nhưng hôm nay chúng ta không chỉ có thể nói thậm chí còn có được năng lực phá hủy tiên triều mà ngươi một tay chế tạo phá hủy tiên giới tái hiện thần đạo vinh quang kế đô cất tiếng cười to nói thời gian là ưu thế của các ngươi cũng là ưu thế của chúng ta thời gian càng dài tu vi của chúng ta càng cường chúng ta là tiên thể trời sinh liền nhất định có thành tựu phi phàm thành tựu siêu việt hết thảy tiền nhân một tiên thể sừng sững ở bên trong địa thủy phong hỏa của ma giới cất tiếng cười to tiếng cười chấn động thiên địa càn khôn khí thế của bọn hắn cường đại như thế hơn một trăm vạn năm khổ tu cùng đánh bóng để cho bọn hắn đều thành tựu hoàng đạo cực cảnh thậm chí mỗi một tồn tại đều có được quy lực khai thiên tích địa mở thế giới. Tiên thể vốn là gặp may mắn, huống chi Tam giới hôm nay ngưng tụ 350 đạo thiên đạo, thực lực hoàng đạo cực cảnh hơn xa lúc trước, cho nên những tiên thể này thành tựu cũng đến hoàn cảnh không thể tưởng tượng nổi. Trong bọn họ, có ít người thực lực đã có thể sánh ngang tiên nhân, thậm chí có người thẳng truy chân tiên. Cổ thế lực này làm cho người sợ hãi. Tiên nhân cổ xưa của Tam giới hử lạnh một cổ khí tức khủng bố đột nhiên tách ra đó là huyền thiên kim khuyết thần đế thần hoàng lúc trước hôm nay là tam giới tiên tổ bọn họ tách ra tiên uy thậm chí trong đó còn có hơn một ngàn tiên thể bị hồng đạo nhân quân đạo nhân thuyết phục bái nhập tiên môn tu luyện tiên đạo sự thành tựu của bọn hắn so với bọn người kế đô không yếu chút nào thậm chí có chút ít tồn tại càng mạnh hơn nữa ví dụ như thiếu hư ví dụ như tịch ứng tình thậm chí ngay cả mấy tồn tại đã chứng đạo thành tiên cũng đã tu tiên đạo trở thành tiên nhân tam giới, hướng cấp độ rất cao xuất phát. Thời gian dài dòng buồn chán cũng không để cho bọn hắn xa đọa, bọn hắn từ bỏ thần đạo, ngược lại ở trên tiên đạo đi xa hơn. Các kim tiên khí tức dung chuyển nhân thế, trong lúc này thậm chí có mấy thái ất kim tiên. Chiến lược của thái ất kim tiên đã có thể cùng chân tiên so sánh, cái này là thành quả thần đạo sửa tu tiên đạo, 130 vạn năm phát triển. Mà hai vị đạo tổ hồng đạo nhân quân đạo nhân càng là đã sơ bộ tiến vào đại la kim tiên nhất trọng thiên, dẫn dắt tiên đạo tam giới bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới thực lực tiên nhân tam giới so với hai nghìn tiên thể không chút nào yếu thậm chí càng mạnh hơn nữa hơn nữa ở trên số lượng có ưu thế áp đảo hồng đạo nhân mở miệng nói la hầu la kế đô cho dù các người có được quy lực mở thiên địa nhưng không cách nào sáng tạo thiên đạo mà giới nhất định không cách nào nguyên vẹn thành tựu nhất định có hạn làm gì tái khởi sát kiếp sao không dung nhập đến trong tam giới quân đạo nhân gật đầu nói buông thành kiến các ngươi cũng là đạo tổ chúng ta muốn làm thần tổ la hầu la lạnh nhạt nói hai nghìn thần tổ chiếm đoạt tam giới tam giới thiên đạo sẽ trở thành thần giới thiên đạo cho chúng ta tam giới chúng sinh dùng thần đạo làm ma đạo thần giới ta là ma giới hai ngàn thần tổ ta là ma tổ kế đô hét lớn khí quan quét ngang ma giới chấn áp địa thủy phong hỏa sao động hai nghìn tiên thể cùng một chỗ hét lớn ma giới khởi động địa thủy phong hỏa đột nhiên bình thường lại hôm nay liền tới kết thúc chư thần hoàng hôn kiếp a hai nghìn ma tổ cười ha ha chấn đến tam giới bấp bênh dưới trướng bọn hắn mấy trăm vạn huyết mạch tiên thể quát lên tam giới ngụy tiên có dám chiến một trận các ngươi sang nam cao cư tại đại la thiên rốt cục động hắn đưa tay nhẹ nhàng một trảo một đạo nguyên thủy đại đạo bay lên trời sông lên bầu trời thiên tán hoa cái chuyển động 350 đạo thiên đạo khép lại cảnh tượng khủng bố xuất hiện thiên tán hoa cái bao phủ vô số thế giới của tam giới vô số thời không tụ lại tụ lại thành một cái dù to đến không cách nào tưởng tượng bản thân thiên tán hoa cái là một kiện thiên đạo chí bảo hôm nay tam giới thiên đạo đã ứng tam giới tiên đạo mà thay đổi thế lực thần đạo càng ngày càng nhỏ khống chế thiên tán hoa cái mặc dù là hai vị đạo tổ hồng đạo nhân quân đạo nhân cũng không cách nào làm được bất quá giang nam lại làm được thiên tán hoa cái rơi vào trong lòng bàn tay của hắn càng ngày càng nhỏ cuối cùng nhất hóa thành một cái dù che mưa phổ thông. Thiếu niên thư sinh đem thiên tán hoa cái căng ra, tựa ở đầu vai, cất bước đi xuống đại la thiên, đi qua từng tòa thiên giới, hướng ma giới đi đến. Các người quá nhỏ bé, nhỏ yếu đến làm cho chậm ngay cả dục vọng đánh với các người một trận cũng không có. Giang Nam đi xuống đại la thiên, hắn cất bước đi qua, tiên nhân xưa nhất tam giới quỳ một chân trên đất. cúi đầu thi lễ, vô thanh vô tức, từ đại la thiên cho tới e địa ngục, có hàng hà tiên nhân cổ xưa quỳ xuống thậm chí vô số tiên nhân của tam thập tam thiên tiên giới chứng kiến những tiên tổ mở truyền thừa thanh danh hiển hách danh chấn muôn đời kia nguyên một đám cúi đầu quỳ một chân trên đất hướng vị thiếu niên thư sinh này thi lễ bệ hạ bọn hán thấp giọng nói thanh âm liên tiếp rốt cục hai vị đạo tổ hồng đạo nhân quân đạo nhân bái xuống càng làm cho những tiên nhân đời sau khiếp sợ đến nói không ra lời nhi thần tham kiến phụ thần hai vị đạo tổ nói đứng lên đi giang nam đưa tay mỉm cười nói các ngươi hôm nay đã là tiên đạo đạo tổ mà ta là thần linh của thần đạo tiên đạo thần đạo không có cao thấp chi phân các ngươi không cần bài ta ánh mắt của hắn quét về phía xa xa đem vô số tiên nhân quỷ một chân trên đất thu nhập đáy mắt giơ tay lên nói chư vị đạo hữu đều đứng dậy à đế huyền hoàng triều đã không tồn tại rồi hôm nay các ngươi là tiên mà ta là thần tất cả mọi người là đạo hữu chẳng phân biệt được tôn quý ti tiện tạ ơn bệ hạ vô số tiên phật đứng dậy như trước cung kính ủng hộ ở sau lưng thiếu niên thư sinh kia pháp bảo thần đạo nổ vang chấn động nương theo lấy chi tiên đi vào cuối cùng nhân gian giới mà ở phía trước là hai nghìn tiên thể thần ma mở ma giới ma giới hai nghìn thế giới còn đang không ngừng bành trướng không ngừng thôn vệ không gian tam giới như một ma thai cực lớn nhúc nhích sinh trường mà ở bên trong ma giới các loại tiền thể như kế đô cùng la hầu la mọc lên san sát như rừng đứng ở biên thủy ma giới trực diện giang nam sau lưng là hậu đại của bọn hắn mấy trăm vạn thần ma nguyên một đám tu vi cực kỳ cường đại ma giới giang nam dò xét bờ bên kia lộ ra vui vẻ khen không tệ kế đô la hầu la các ngươi rõ ràng có thể ở dưới tam thập tam thiên tiên giới áp bách dùng lối tắt khác dung hợp thần đạo cùng tiên đạo mở ra ma đạo cùng tam giới tiên đạo đối ứng thật có chút môn đạo kỳ thật các ngươi cũng là phản đồ của thần đạo kế đô cùng la hầu la trong lòng nghiêm nghị bọn hắn nhìn như tu luyện chính là thần đạo kỳ thật sớm đã làm ra cải biến đem tiên đạo cùng thần đạo dung hợp rốt cục đã có đại thành tựu vốn bọn hắn cho rằng không người có thể nhìn ra điểm này lại không nghĩ tới bị giang nam nước xem thấu tịch ứng tình thiếu hư hoa thanh niên thất diệp trong lòng nghiêm nghị tinh tế dò xét ma giới nhao nhao nhìn ra mánh khóe đại đạo trong ma giới này cũng không phải hoàn toàn là thần đạo đại đạo còn có tên đạo đại đạo không tỉ mỉ phân biệt căn bản không thể nhận ra loại thành tựu này không thể không khiến bọn hắn sợ hãi thán phục các loại tiên thể kế đô cùng la hầu la xác thực có chỗ độc đáo dựa theo con đường tu luyện này của bọn hắn đi xuống đi cũng có thể nhảy ra chỗ chưa đủ của thần đạo đạt được thành tựu thật lớn đạt tới một loại trường sinh khác giang nam mở ra bước chân cầm dù đi về hướng ma giới các loại tiên thể kế đô cùng la hầu la cười lạnh đột nhiên sắc mặt bọn hắn đều thay đổi bởi vì ma giới hai nghìn thế giới rút lui giang nam phóng ra một bước ma giới liền ầm ầm rút lui một bước hai nghìn thế giới trong ma giới run rẩy bị khí thế của hắn đẻ ép đến nhao nhao bành bành bạo toái hóa thành hỗn độn khí thế của hắn cường đại to lớn cao ngạo như thế ngay cả ma giới cũng ngăn không được cốc bộ của hắn kế đô la hầu la các loại tồn tại cường đại đến cực điểm nhao nhao gầm lên gào thét toàn diện tách ra pháp lực vô số đạo đại đạo dung nhập hư không ý đồ định trụ ma giới Giang Nam lại là một bước phóng ra, ma giới chấn động lại không lui lại. Bất quá hai nghìn tiên thể run rẩy, có ít người thậm chí bị đè ép đến máu tươi trong tai mắt, mũi miệng xì xì hướng ra phía ngoài phún Dũng Giang Nam lại đi ra một bước, hai nghìn ma tổ bên trong ma giới nguyên một đám thổ huyết, thậm chí có thanh âm cốt cách bạo liệt truyền đến. Nếu hắn lại đi về phía trước một bước, trong hai nghìn ma tổ tất nhiên có người sẽ bị đập vụn. Cái này là Đế uy, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, thần đế chi uy cường đại nhất. Giang Nam lần nữa dơ lên bước chân, đột nhiên tòa tiên cung thánh địa treo cao ở trên không ma giới kia chấn động, một cổ khí tức uy nghiêm khủng bố vô cùng xuất hiện, đối chiến khí thế của Giang Nam. Song phương khí thế va chạm, lại để cho ma giới kịch liệt rung động lắc lư, phảng phất phong bạo thổi qua tinh không, đem vô số ngôi sao thổi tắt. Tam giới cũng bị cổ khí tức mãnh liệt này va chạm, chấn đến từng tòa thế giới phần phật run run. Giang Nam dừng bước lại, một thân ảnh to lớn cao ngạo xuất hiện ở trước tiên cung thánh địa, đô thiên cổ thần thanh huyền chân tiên tiên cung thái tử cùng nguyên tôn chân tiên gương mặt tứ đại cường giả dần dần rõ ràng bốn vị đạo hữu các người biết rõ vì sao ta còn dừng lại trong tam giới không giang nam mỉm cười nhìn về phía bốn người nói khẽ các người chưa chết tầm chậm bất an tiên cung thánh địa đô thiên cổ thần hỗn độn chân tiên thanh huyền tiên cung thái tử cùng nguyên tôn chân tiên bốn thân ảnh to lớn cao ngạo sừng sững bọn hắn mới là tồn tại cường đại nhất viễn xưa bọn người kế đô la hầu la thực lực của bọn hắn so với năm đó lại có tiến bộ không ít hỗn độn quanh thân thanh huyền càng thêm trầm trọng tu vi của nguyên tôn cũng sâu sắc tăng lên mà khí tức của tiên cung thái tử cũng tăng trưởng một mảng lớn hẳn là đã kinh luyện thiên tiên đạo quả trở về nhưng bọn hắn không phải là một cái tiến bộ lớn nhất tiến bộ lớn nhất chính là đô thiên cổ thần thực lực của hắn tăng lên biên độ càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng năm đó đô thiên cổ thần cho dù cường đại nhưng cũng không quá đáng chỉ có thể cùng chân tiên so sánh mà bây giờ thực lực của hắn thình lình đã vượt qua nguyên tôn thanh huyền đã vượt qua tiên cung thái tử thực lực của hắn dĩ nhiên đạt tới cực hạn của chân tiên trong cơ thể hắn không chỉ có khí tức hỗn độn cổ thần còn có khí tức tiên đạo hỗn hợp hai chủng đại đạo bất đồng tập hợp ưu điểm của tiên đạo cùng hỗn độn cổ thần hắn tuyệt đối đã tu thành hỗn độn đạo quả tu thành đạo quả là thành chân tiên mà hỗn độn cổ thần tu thành đạo quả so với chân tiên còn cường đại hơn. Hỗn độn cổ thần, sinh mà thần thánh, vừa xuất thế liền có được hỗn độn nguyên thần, không giả không chết bất diệt, nguyên thần tu thành đạo quả, thực lực càng làm mạnh đến nổi đáng sợ. Đạo quả của bọn hắn, tích chứa lĩnh hội sâu nhất của hỗn độn cổ thần đối với đại đạo, tích chứa cổ thần nguyên thần, có được năng lượng vô biên. Ha ha, đế huyền, ngươi ít hướng trên mặt mình thiếp vàng đi, sở dĩ ngươi ở lại tam giới, chỉ là bởi vì thiên đạo trầm trọng, ngươi cũng không cách nào nhảy ra tam giới tiến vào tiên giới mà thôi. Đồ thiên cổ thần ha ha cười cười, chỉ một ngón tay, cười nói. Đế huyền, ngươi xem. Đột nhiên trong tiên giới tam thập tam thiên, ánh sáng tím hồng mông vô lượng cùng tiên quang tách ra, từng đạo tiên đạo cùng hỗn độn cổ thần đại đạo hiền hiện ở phía chân trời, đầu đầu đại đạo dài, trăm triệu dặm, xỏ xuyên qua hư không, xa hoa vô cùng. Ở bên trong đầu đầu đại đạo kia, một quả hỗn độn đạo quả tàn mát ra hào quang so với mặt trời, còn muốn sáng ngời vô số lần, chiếu dọi tam thập tam thiên. Đế huyền, đạo quả của ta ký thác vào trong tam giới, tam giới bất diệt, ta liền bất diệt. Đô thiên cổ thần cười to, hỗn độn đạo quả dần dần từ trong hư không biến mất, hỗn độn đạo quả của hắn dung hợp đại đạo chỉ hỗn độn cổ thần mới có, cũng dung hợp tiên đạo. Vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn, sang nam liền chứng kiến, trong đạo quả này chất chứa đại đạo áo nghĩa không phải chuyện đùa, ngoại trừ đại đạo của đô thiên gia, còn có tiên đạo của thanh huyền, nguyên tôn, tiên cung thái tử, hẳn là ba chân tiên muốn đem đô thiên cổ thần đạo tạo thành nhân vật có thể cùng hắn chống lại, bởi vậy đem tiên đạo mình luyện thành dung nhập đến bên trong đạo quả của đô thiên. Không chỉ có như thế, trong hỗn độn đạo quả này còn có đại đạo tầng thứ càng cao, đã vượt qua chân tiên đại đạo, cực kỳ cường đại. Cái đại đạo này tuy không trọn vẹn, nhưng lại càng mạnh hơn nữa, chiếm cứ gần nửa năng lượng trong đạo quả. Bàn tay của Gia Ma Đại Thần Trong nội tâm Giang Nam dùng mình, lập tức nghĩ tới nơi phát ra đại đạo này. Lúc trước hỗn độn thiên quốc gia ma đại thần tập kích, cứu đi đô thiên, bị huyền đô tiên quân chặt đứt bàn tay, chấn áp ở trong tam giới, xem ra trong khoảng thời gian này đô thiên tìm được bàn tay kia, đem năng lượng trong bàn tay luyện nhập đạo quả của mình. Tồn tại vĩ đại như gia ma đại thần, mặc dù nhục thể của hắn bị chém ra một bộ phận, một bộ phận này cũng sẽ ở trong hỗn độn hồng mông tự động diễn sinh phát triển ra hỗn độn cổ thần mới, đô thiên cổ thần là đầu lâu của gia ma đại thần biến thành. Chỉ là, bàn tay này của hắn không có hỗn độn tự nhiên trở dưỡng, mà là bị chấn áp ở bên trong hư ảnh tạo hóa tiên đỉnh, không có khả năng sinh ra hỗn độn cổ thần mới. Cũng chính là nguyên nhân này, trong lòng bàn tay tích chứa pháp lực khủng bố của gia ma đại thần, lại cùng đô thiên là đồng nguyên sinh ra, cho nên mới, để cho đô thiên tiến bộ thần tốc như thế. Cùng lúc đó, thanh huyền chân tiên, nguyên tôn chân tiên cùng tiên cung thái tử từng người quát tháo một tiếng, chỉ thấy trong tam giới, lại có các đạo quả hiển hiện đó là đạo quả hỗn độn chân tiên của thanh huyền chân tiên nhân tiên đạo quả của nguyên tôn chân tiên lục đạo đạo quả của tiên cung thái tử ba chân tiên này cũng thình lình đem đạo quả của mình ký thác vào trong tam giới sắc mặt giang nam ngưng trọng đột nhiên nói bạn đang xem đế tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhập những video mới nhất youtube com sẹt giờ b phim viết liền không giấu nhé kim tiên lưu lại những người khác thối lui thủ hộ tam giới sau lưng hắn vô số tiên nhân vốn là một phần của thần triều giật mình bất quá đại đế của bọn hắn lên tiếng những nhân tiên địa tiên cùng thiên tiên kia cũng không dám nghi vấn nhao nhao lui về trong tam giới kim tiên còn lại có hơn bốn ngàn người trong đó một phần rất lớn là tiên thể chiếm cứ hơn chín trăm vị chiến lược kim tiên xen vào chân tiên cùng tiên nhân thượng giới tầm đó kim tiên đệ nhất trọng thiên liền có được thực lực tiếp cận tiên nhân thượng giới bất quá kim tiên đệ nhất trọng thiên cũng đã tu thành đạo quả mà thái ất kim tiên tầng thứ tối cao liền có được thực lực chân tiên thượng giới về phần đại la kim tiên đệ nhất trọng thiên tầng thứ càng cao ở bên trong chân tiên thuộc về tồn tại rất cao bất quá chỉ vẹn vẹn có hồng đạo nhân cùng quân đạo nhân hai người mà thôi sát kế đô la hầu la hét lớn hai nghìn tiên thể xuất lĩnh rất nhiều tiên thể hậu đại chen trúc giết ra ma giới hướng rất nhiều kim tiên đánh tới sát hơn bốn ngàn kim tiên gào thét tiến ra đón chào một tiếng ẩm vang sát nhập bên trong ma giới, đem bọn người kế đô la hầu la hết thảy bức lui. Từng kiện từng kiện pháp bảo thời đại thần đạo tách ra hào quang, bộc phát uy năng, phá hủy tinh không, hủy diệt đại địa, ma giới vừa mới sinh ra đời, liền tao ngộ trận đầu đại kiếp nạn khi khai thiên tích địa. Ở bên trong trận ác chiến này, không có người lưu thủ, vừa lên liền đem tất cả thực lực của mình tách ra, trong ma giới khắp nơi đều là huyết quang, có kim tiên tri huyết, cũng có tiên thể cùng tiên thể hậu đại tri huyết không ít tiên nhân cường đại đến làm cho tam thập tam thiên tiên giới cũng cảm giác được run rẩy ở đệ nhất khác tao ngộ liền bị vô số đạo công kích nổ nát thân thể nổ tung tiên nhân huyết cùng ma thần huyết hóa thành trường hà các loại tiên tổ cổ xưa như tịch trọng hợp lực thúc giục thiên hà thiên hà cuốn động như là thần long khổng lồ nhất những nơi đi qua cắn nát hết thảy tam đức phật tổ cùng mấy phật môn kim tiên thúc giục tu di phật đỉnh đầu tu di phật có vạn ngục hồng lô treo cao lô hỏa hừng hực phật nằm nổ nát thiên địa đối chiến kế đô, đánh cho kế đô liên tiếp bại lui. Phong thần bảng bay lên trời, tịch ứng tình tế lên kim bảng, sát nhập quần ma, một cây cầu dài ức vạn dặm, ngăn trận xu thế ma giới phun ra nuốt vào, hoa thanh niên cùng mấy quỷ tiên đứng lên lại hà kiều, qua lại như điện. Thần triều thiên hậu nương nương, tiên đình tiên hậu thánh mẫu, tế lên trường sinh luân, hỗn độn tràn ngập, thôn nạp thế giới, cắn nát ma thần. Bất quá, vẫn có kim tiên xuất hiện thương vong, dù sao, ma giới là bọn người kế đô cùng la hầu la một tay mở ra thế giới trong thế giới đại đạo gia trì để cho thực lực của bọn hắn so với lúc trước càng mạnh hơn nữa các kim tiên vẫn lạc bất quá hư không tam thập tam thiên tiên giới dung chuyển từng khỏa kim tiên đạo quả hiền hiện lại có một kim tiên từ trong đạo quả tái tạo thoáng khôi phục lại giết hướng ma giới ánh mắt la hầu la lạnh lùng nhục thể của hắn mạnh nhất bởi vì hắn là tiên thể lại là hỗn độn cổ thần ở trong tràng cơ hồ lấy thực lực của hắn mạnh nhất, thậm chí siêu việt kế đô. vô số kim tiên phi tốc ngã vào trong tay của hắn, la hầu la há miệng liền đem thi thể một kim tiên thôn phệ, thậm chí ngay cả tiên thể thần ma một phương mình chỉ cần vừa chết cũng bị hắn há miệng thôn phệ. hồng đạo nhân cùng quân đạo nhân thấy thế thở dài song song tiến lên, tế lên thiên đạo ngọc điệp xùi một tiếng đem la hầu la chém thành hai khúc. ta chính là ma tổ, các ngươi là đạo tổ, các người há có thể không biết ta như thế nào? hai nửa thân thể của La hầu La cười ha ha, gây dựng lại cùng một chỗ, tiếp tục đánh tới, cười to nói: Hồng Quân Đại đạo của các ngươi sớm bị ta đánh cắp rồi, các ngươi có thể tu thành đạo quả, mà làm sao không thể? ở chỗ sâu trong tam giới truyền đến thanh âm chấn động, từng quả đạo quả hiền hiện, từ đó đi ra các tiên thể, rõ ràng là đạo quả của những tiên thể kia cũng tự ký thác vào trong tam giới. Cùng lúc đó, rất nhiều kim tiên bên trong một phương tam giới ước chừng hơn 400 tiên thể kim tiên đột nhiên hướng một phương mình thống hạ sát thủ, trong lúc nhất thời tam giới kim tiên chết tổn thương mấy trăm. Kế đô cười ha ha nói. Những tiên thể này là ta bày mưu đặt kế đầu nhập vào môn hạ các ngươi, học được các ngươi chân truyền, lại đến cùng thần đạo kết hợp, khắc chế tiên đạo của các ngươi. Bên trong ma giới đại chiến đã lên, sẽ đến thiên hồn địa ám, mà ở trước tiên cung thánh địa, mấy tồn tại như trước lộ ra phong kinh vân đạm, tiên cung thái tử mỉm cười nói tam giới bất diệt đạo quả bất diệt chúng ta liền dựng ở thế bất bại đế huyền người cam lòng phá hủy tam giới sao người không nỡ liền không làm gì được chúng ta thanh huyền chân tiên như nắm trí châu cười nói một trận chiến này chúng ta mưu đồ đã lâu đem đạo quả ký thác vào trong tam giới trước dựng ở thế bất bại lại đến mưu đồ thiên địa tam giới đế huyền một trận chiến này các người thân bại mà chết có thể nói chết cũng không tiếc đi à nha ánh mắt nguyên tôn chớp động thở dài nói Đế Huyền, người cũng là xuất thân từ chư Thiên Vạn Giới. Lúc trước nếu ứng lời bát tiên vương, làm sao nào đến loại trình độ hôm nay? Người đã thất bại, không cần đấu đi xuống nữa. Nếu không chỉ biết đem tam giới đánh thành hỗn độn hư vô, vô số sinh linh chết thảm, chắc hẳn đây cũng là người không muốn chứng kiến a. À. Nguyên tôn, người nói sai rồi. Đế Huyền dù sao cũng là Đế Huyền, vẫn là muốn ngoan cố chống cự. Tiên cung Thái tử mỉa mai nói, nhân vật bậc này há có thể tự nhận thất bại? Hắn chỉ có chết trận mới là phương thức kết thúc tốt nhất. Đế huyền, không biết ta nói đúng hay không? Người phải chăng muốn quyết định cùng chúng ta tử chiến đến cùng. Thanh huyền chân tiên lộ ra vẻ thương hại nói. Đế huyền, bọn người kế đô la hầu la đã không phải tiên không phải thần, không còn là thần rồi, mà là ma, ma tổ. Thế gian này, thần chỉ còn lại có ngươi rồi. Đế huyền, với tư cách một thần duy nhất tam giới, người phải chăng vì mình sở tác sở vi hối hận. Tiên cung thái tử cười nói. Người chết, thần liền tuyệt chủng rồi. Giang Nam đột nhiên cười nói. Nói đủ chưa? Nói đã đủ rồi mà nói, các ngươi có thể chết rồi. Thân hình hắn khẽ động, đột nhiên xuất hiện ở trước tiên cung thánh địa. Thanh huyền chân tiên bị hắn đâm vào trên người, thân thể hai người dán cùng một chỗ vọt tới tiên cung thánh địa. Vị hỗn độn chân tiên này bị hắn sinh sinh đập vỡ. Tiên cung thái tử hoảng sợ, đang muốn bạo lên, Giang nam tay nâng tay rơi, nguyên thủy lại la ẩn ẩm ẩm che xuống. Một trường đem tiên cung thái tử đập thành bùn nhão nguyên tôn công kích oanh ra giang nam quay đầu gào thét nguyên tôn thất khiếu phún huyết đón lấy thân thể ầm ầm nổ tung bên trong thân thể chân tiên tích chứa lực lượng to lớn cao ngạo hạng gì một giống này nguyên tôn bị giống thành hỗn độn hồng mông lập tức hồng mông phân tích hóa thành huyền hoàng nhị khí sau đó vô số ngôi sao hiện lên vậy mà ở trước tiên cung biến làm một thế giới giang nam thu hồi bàn tay đầu ngón tay còn có huyết của thanh huyền chân tiên lưu động quay đầu nhìn về phía đô thiên cổ thần cười nói đạo hữu ngươi còn có lời gì muốn nói trước tiên cung thánh địa giang nam ngật đứng ở trong đó trực diện đô thiên cổ thần trước cửa tiên cung còn có huyết nhục nghiền nát đó là huyết nhục của thanh huyền chân tiên tiên cung thái tử cùng nguyên tôn chân tiên tam đại chân tiên này bất luận một chân tiên gì ngay cả một chiêu của hắn cũng không thể tiếp được bị giang nam trực tiếp đâm chết đập toái giống sát tính như sử nữ động như lôi đình vừa mới động thần tiên lui tránh cửu thiên phải sợ hãi đây mới là thần sau lưng hắn đột nhiên nguyên thủy bao la mờ mịt hiện ra một quả nguyên thủy đạo quả đạo quả này không bằng đạo quả hắn và bọn người tiên cung thái tử sáng chói chói mắt hơn nữa cũng không lớn nhưng có một loại cảm giác hàng cổ vĩnh tồn chiếu rọi kiếp trước kiếp này tương lai các loại tiên thể la hầu la kế đô cũng tu thành đạo quả nhưng bạn hắn đã không còn là thần mà là tham khảo thần đạo cùng tiên đạo mở ra con đường bản thân giống như thần không phải thần giống như tiên không phải tiên mở ma giới bởi vậy gọi là ma. Bọn hắn còn hấp thu hệ thống công pháp của hỗn độn cổ thần, xung hợp tinh hoa hỗn độn cổ thần, bởi vậy có thể đi lối tắt khác, tu thành đạo quả, ký thác hư không bất tử bất diệt. Bất quá giang nam đi, lại hoàn toàn là thần đạo, con đường tu luyện thần đạo là thần luân, đạo đài, thiên cung, thiên đình, đã đến hoàng đạo cực cảnh mới có thể chứng đạo thành tiên, sau khi thành tiên mới có thể luyện thành đạo quả tu thành chân tiên. Mà Giang Nam lại nhảy vọt qua một bước chứng đạo thành tiên này trước luyện thành đạo quả không thể không để cho người khiếp sợ đô thiên đạo hữu một trăm ba mươi vạn năm không thấy người có nghi vấn gì không ngại nói thẳng ra đi giang nam mỉm cười nói tiểu đệ nhất định sẽ ở trước khi người chết thỏa mãn ngươi đế huyền người rốt cục luyện thành đạo quả rồi đô thiên cổ thần lơ đễnh lạnh nhạt nói vừa ra tay liền đánh chết thanh huyền nguyên tôn cùng tiên cung thái tử hỗn độn cổ thần ta cũng có thể làm được ồ hắn đột nhiên nhẹ kêu một tiếng đạo quả này cho hắn một loại cảm giác thân thiết cùng cảm giác áp bách phảng phất trong đạo quả cũng tích chứa đại đạo hỗn độn cổ thần so với hỗn độn đại đạo của hắn còn muốn cao đẳng không chỉ có như thế một quả đạo quả này còn chất chứa tiên đạo trừ tiên đạo ra lại có một loại đại đạo cực đoan nguy hiểm đó là một loại dục vọng tràn ngập hủy diệt tràn ngập phá hư so với dục vọng hủy diệt cùng phá hư của hỗn độn cổ thần càng mạnh hơn nữa càng thêm nguy hiểm trong lòng của hắn nghi hoặc tinh tế dò xét nguyên thủy đạo quả của giang nam Tuy nói hôm nay tam giới trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, xuất hiện tam giới tiên đạo cùng tam giới ma đạo hai cái thể hệ này, lúc trước còn có những hệ thống thần đạo cùng thượng giới tiên đạo này, nhưng tổng thể mà nói, tất cả vũ trụ càn khôn, chỉ có hai đại hệ thống, cái kia chính là hỗn độn cổ thần hệ thống cùng tiên đạo hệ thống. Mà trong đạo quả của Giang Nam lại có đệ tam hệ thống, cùng hỗn độn cổ thần và tiên đạo hệ thống không chút nào yếu, hơn nữa, càng thêm nguy hiểm. Cái này không thể không để cho hắn cảm giác được kinh ngạc hỗn độn đại đạo bên trong đạo quả của giang nam càng làm cho hắn cảm giác được kinh dị giang nam không phải hỗn độn cổ thần nhưng có thể luyện thành hỗn độn cổ thần đại đạo thậm chí có đại thành tựu mấu chốt nhất chính là loại đại đạo này so với đại đạo của đô thiên đạo quả còn muốn cao đoan cho hắn một loại cảm giác trí cao vô thượng hỗn độn cổ thần đại đạo bên trong đạo quả của ngươi là từ đâu mà đến sắc mặt đô thiên cổ thần đột nhiên biến hóa thất thanh nói bất không đại đạo chẳng lẽ là bất không đại đạo hắn đột nhiên nghĩ đến khả năng này sắc mặt kịch biến lẩm bẩm nói ba loại đại đạo hệ thống trong đạo quả của ngươi một loại là bất không đại đạo một loại khác là tiên đạo mà một loại cuối cùng lại tràn ngập hủy diệt phá hư có thể cùng hai chủng đại đạo này sánh vai đây rốt cuộc là đạo quả gì người biết quá nhiều rồi sắc mặt giang nam lạnh lùng lật tay che xuống lạnh lùng nói đô thiên đạo hữu người biết quá nhiều bí mật của trẫm xem ra trẫm không thể không giết người diệt khẩu rồi một trường này nguyên thủy chi khí bao la mờ mịt bát ngát hóa thành nguyên thủy đại la thiên một ấn che xuống toàn bộ tiên cung thánh địa đều bị bao phủ nhét vào bên trong nguyên thủy đại la thiên thậm chí đô thiên cổ thần còn cảm giác được không gian nguyên thủy đại la thiên vô cùng chắc chắn mặc dù hán tế gia luyện thiên đại trận cũng không cách nào xuyên thẳng qua thời không nơi đây đế huyền tuy ngươi luyện thành đạo quả kỳ quái nhưng ta chưa hẳn kém ngươi Đô thiên cổ thần cười ha ha ra tay đối chiến ba loại đại đạo bên trong đạo quả của ngươi tuy cường đại chỉ là đạo quả của ngươi vẫn là quá nhỏ bé chỉ tương đương với vừa mới tu thành chân tiên đạo quả mà ta đã mượn nhờ tam đại chân tiên đem đạo quả rèn luyện hơn một trăm vạn năm hơn nữa ta còn thôn phệ bàn tay của phụ thần ta hỗn độn cổ thần trời sinh là máy móc chiến đấu vô luận thân thể hay là thần thông đều đạt tới độ cao làm cho chủng tộc khác khó có thể với tới mặc dù là tiên thiên thần ma so với hỗn độn cổ thần cũng thua kém rất nhiều huống chi đồ thiên cổ thần từ nhỏ phi phàm chính là đầu lâu của gia Ma đại thần biến thành lại dung hợp bàn tay của gia Ma đại thần thân thể mạnh tuyệt đối ở bên trong chân tiên thiên hạ vô song mặc dù là giang nam so với hắn cũng thuộc kém rất nhiều hắn vừa ra tay hỗn độn đại đạo phún dũng nguyên thủy đại la thiên cũng không cách nào hoàn toàn giam cầm hắn chỉ thấy ở bên trong nguyên thủy chi khí bao la mờ mịt đột nhiên có hỗn độn tự nhiên tuôn ra một tòa thiên quốc xuất hiện một hư ảnh hỗn độn cổ thần to lớn cao ngạo đứng ở bên trong thiên quốc mang theo uy năng vô tận hướng nguyên thủy đại la thiên oanh khứ hỗn độn thiên quốc cái này là hỗn độn thiên quốc nơi ở của hỗn độn cổ thần đô thiên cổ thần dùng đại đạo diễn biến hỗn độn thiên quốc hôm nay quốc chính là tam thánh bên trong hỗn độn cổ thần chế tạo thống soái tam đại cổ thần này chính là đại tướng mạnh nhất dưới trướng bất không đạo nhân cổ thần mạnh nhất linh giới trong bát đại vũ trụ bị đánh thành hỗn độn hỗn độn tam thánh này liền đem linh giới luyện thành hỗn độn thiên quốc thiên quốc bị hỗn độn đại đạo tế luyện vô số lần dĩ nhiên biến thành một kiện pháp bảo y năng vô lượng mặc dù là tiên giới cự đầu cũng không cách nào đánh vào bên trong thiên quốc đô thiên cổ thần lần này thi triển ra hỗn độn thiên quốc chẳng những là nghiên cứu cấu tạo hỗn độn thiên quốc sáng tạo thần thông đồng dạng cũng là đang cùng hỗn độn thiên quốc cộng minh mượn lực lượng hỗn độn thiên quốc gia chỉ chính mình cùng lúc đó tay hắn nâng lên che rơi bàn tay này thi triển thần thông lại không phải hỗn độn đại đạo mà là tiên giới thần thông. Thanh Huyền, Nguyên Tôn cùng Tiên cung thái tử trợ giúp hắn luyện thành Hỗn Độn Đạo Quả, cũng đem chân tiên đại đạo của mình luyện nhập bên trong đạo quả, trong đạo quả của hắn đã có Hỗn Độn đại đạo cũng có tiên đạo, đồng thời khống chế hai đại hệ thống. Một cái ấn này của hắn, phóng phát đánh bay tiên vực, lại hiện ra dị tượng thượng giới quần tiên, vô số tiên ảnh hàng lâm, túm tụm ba tồn tại cổ xưa, ba tồn tại cổ xưa kia, giống như tiên vương lâm thế. Hậu thổ tử tiêu cùng trường sinh tam đại tiên vương tam đại tiên vương hư ảnh tam tiên vương ấn hắn một ấn này vậy mà mượn tới lực lượng tiên giới tam đại tiên vương ầm ầm nguyên thủy đại la thiên bị hỗn độn thiên quốc cùng tam tiên vương ấn nổ nát năng lượng khủng bố chấn động chấn đến tiên cung thánh địa bắt đầu tầng tầng sụp đổ tan rã tòa tiên cung này chính là ma tiên điện căn cứ của hậu thổ tiên vương thuộc về tiên nhân cấp trọng bảo uy năng cực kỳ cường đại so với chân tiên tri bảo bình thường còn cường đại hơn rất nhiều nhưng đô thiên cùng Giang Nam cũng đã là chân tiên cấp, hơn nữa ở bên trong chân tiên thuộc về nhân vật nổi tiếng, công kích của bọn hắn là cường đại bực nào, huống chi lại là ở trước tiên cung giao thủ. Tiên cung nghiền nát, trong tiên cung, tiên nhân đạo thân của hậu thổ tiên vương vừa mới xuất hiện, liền bị công kích của hai người đập vỡ, lách bạo, ngay cả kiêu thảm thiết cũng không kịp, trừ tiện hóa thành một cổ thiên địa nguyên khí. Tam tiên vương ấn cùng nguy năng hỗn độn thiên quốc oanh hướng Giang Nam đột nhiên chỉ thấy đỉnh đầu giang nam hiện ra thiên tán hoa cái 350 đạo thiên đạo trong thiên tán hoa cái chuyển động đem uy năng của tam tiên vương ấn cùng hỗn độn thiên quốc cắn nát hôm nay uy năng cái rủ này là thiên đạo trí bảo cường đại nhất bảo dù tế lên thiên đạo chi quang tràn ngập thần thánh vô cùng vạn pháp bất xâm tiên thiên liền dựng ở thế bất bại mặc dù là một kích toàn lực của đô thiên cổ thần cũng không cách nào dung chuyển mảy may mau đến đô thiên cổ thần quát lớn thân thể kịch liệt bành trướng hóa thành cổ thần đình thiên lập địa cơ bắp dữ tợn đột nhiên trong mi tâm một cây trường mô bay ra như là tử kim tạo thành khắp cả người che kín hỗn độn phù văn dĩ nhiên là xương tay của gia ma đại thần luyện thành vô kiên bất tồi hai tay đô thiên bắt lấy trường mâu hung hăng đâm vào bên trong 350 đạo thiên đạo của thiên tán hoa cái gia ma đại thần chính là tiên quân cấp hỗn độn cổ thần nhục thể của hắn là cường đại bực nào cốt cách lại là kinh người bực nào phòng ngự giống như vô địch của thiên tán hoa cái lại bị một mâu xuyên thủng từng đạo thiên đạo bị cốt màu đâm vào đùng đùng đầy ra, trực chỉ mi tâm của Giang Nam. Nguyên thủy bất không? Nguyên thủy đạo quả đột nhiên xuất hiện tại mi tâm Giang Nam, ở bên trong đạo quả, nguyên thần niết ấn, nguyên thủy bất không ấn, đối chiến cốt mâu. Đế huyền, lá gan của ngươi thật sự không nhỏ, rõ ràng không có ký thác đạo quả. Đồ thiên cổ thần cười ha ha, lãnh đạm nói. Đạo quả vừa hủy, ngươi liền hồn phi phách tán, hiện tại là tử kỳ của ngươi thủ cốt gia ma đại thần luyện thành cốt mâu hung hăng đâm vào phía trên nguyên thủy đạo quả hắn đối với cốt mâu này có tự tin không gì so sánh nổi gia ma đại thần cường đại là chân thật đáng tin mặc dù giang nam yêu nghiệt vô cùng nhưng đạo quả của hắn cũng không có thể đỡ nổi một mâu này đinh một mâu này đâm vào phía trên nguyên thủy đạo quả cũng không có xuất hiện tràng cảnh nguyên thủy đạo quả bị một mâu xuyên thủng như trong tưởng tượng của đô thiên đạo quả không có bị chút tổn thương nào thậm chí ngay cả một vết rách cũng không có xuất hiện trái lại lực lượng một mâu này hết thảy bị đạo quả của giang nam hấp thu một loại đạo âm huyền diệu khó giải thích hiện ra phảng phất có vô số hỗn độn của thần quay chung quanh nguyên thủy đạo quả ca ngợi nguyên thủy bất không ấn bất không bất diệt tạo nghệ của giang nam đối với bất không đại đạo đã đạt đến hoàn cảnh không thể tưởng tượng nguyên thủy đạo quả hoàn mỹ dung hợp bất không đại đạo để cho hắn siêu việt giới hạn chủng tộc chỉ sợ bất không đạo nhân ở cảnh giới đồng dạng cũng không cách nào siêu việt hắn nguyên thủy tịch diệt ấn Giang Nam đỉnh lấy ra ma cốt mô công kích, cận thân chiến một trận. Một ấn oanh ra, vạn đạo tan vỡ, vũ trụ chống vắng, đưa về nguyên thủy. Đồ thiên vọt lên một tay đối chiến một kích này, liền kêu rên một tiếng, rút lui một bước. Gia ma cốt mâu bị hắn tế lên đỉnh đầu, giống như mưa rơi xuống, hướng Giang Nam đâm tới, nguyên thủy đạo quả của Giang Nam cao thấp tung bay, đinh 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 giòn vang không dứt. Hai người phi tốc giao thủ, trong khoảnh khắc va chạm không biết bao nhiêu lần. Mà vào lúc này, Thanh Huyền, nguyên tôn cùng tiên cung thái tử đã mượn nhờ đạo quả khôi phục thân thể phi thân đánh tới tam đại chân tiên cùng một chỗ vây công giang nam thế công càng làm cho người hoa mắt đột nhiên tiên cung thái tử kêu rên ngược phá vỡ một cái động lớn cái đại động kia như một lỗ đen thôn phệ vạn vật trong khoảnh khắc liền đem nhục thể của hắn thôn phệ đầu của thanh huyền chân tiên bị một quyền oanh bạo chỗ cổ đang muốn dài ra một cái đầu đột nhiên một cái chân to đạp xuống xinh xinh dẫm toái trong nội tâm nguyên tôn cả kinh đột nhiên chỉ thấy giang nam quay đầu há miệng giống to nguyên tôn bạo toái hóa thành hỗn độn hồng mông lập tức hồng mông mở thân thể hóa thành một thế giới sau đó lại bị dư âm chiến đấu cắn nát cũng không lâu lắm ba chân tiên lần nữa đánh tới bất quá một lát vứt bỏ ba cổ thi thể ba chân tiên lại ở trong đạo quả của từng người phục sinh đế huyền hung mãnh chúng ta đi đánh đại la thiên hư mất đạo cơ của hắn tiên cung thái tử ánh mắt chấp động đề nghị nói đạo cơ của hắn bị xấu Tù vì tổn hao nhiều liền không phải đối thủ của đô thiên giết hắn liền dễ dàng rất nhiều đúng là đạo lý này ba chân tiên ăn nhịp với nhau lập tức bay đi đại la thiên bọn hắn mới vừa tới đến đại la thiên đang muốn đem đại la thiên nổ nát đột nhiên chỉ thấy ở chỗ sâu trong tòa tam thập tam thiên chí cao thiên này một thanh thần kiếm phong cách cổ xưa hiển hiện đỉnh thiên lập địa thanh thần kiếm kia chấn động vô số đạo kiếm quang bay ra tam đại chân tiên còn chưa phục hồi tinh thần lại cũng đã bị cắt thành vô số khối. Con mẹ nó Đế Huyền không lưu lại cho người bất luận sơ hở gì. Tiên cung Thái Tử phục sinh, nhịn không được phát một câu nói tục. Ba chân tiên nhìn lại, chỉ thấy Đô Thiên dĩ nhiên rơi vào hạ phong, bị sang nam, giống như mưa to gió lớn đánh cho lên tiếp bại lui, không ngừng thổ huyết. Ánh mắt Nguyên Tôn chớp động, đột nhiên nói: Ta cũng có cái chủ ý, không biết có thể đi thông được không? Kế đô là kiếp số của Đế Huyền khi cưỡng ép mở Đại La Thiên có lẽ chúng ta có thể cho kế đô đến phá đạo cơ của đế huyền nếu chứng đạo kiếm của đế huyền chém kế đô diệt đi đạo quả đại la thiên cũng muốn hủy diệt hồi phục hỗn độn kế đô không bị chàm liền do kế đô đến hủy diệt đại la thiên con mắt tiên cung thái tử sáng ngời cười nói cho dù kế đô hủy không được đại la thiên chúng ta cũng có thể ở trong đại la thiên chém kế đô ứng với nhân quả đại la thiên sinh ra đời tan vỡ kể từ đó đạo cơ của đế huyền có thể phá hư mất đạo cơ đế huyền liền không hề vô địch lúc giang nam mở đại la thiên bởi vì pháp lực không đủ mở hỗn độn hồng mông uy năng thiếu hụt thế cho nên máu tươi của mình rơi vãi ở trên một tòa huyền hoàng thánh sơn dưới tòa huyền hoàng thánh sơn này tọa lạc ở bên trong hỗn độn hồng mông hấp thu thiên địa linh khí chừa sinh sinh linh cái sinh linh này là kế đô bởi vì giang nam muốn tách ra hỗn độn hồng mông nếu như triệt để tách ra hỗn độn hồng mông liền tương đương với không có kế đô cái sinh linh này bởi vậy kế đô cùng giang nam tầm đó có một đạo nhân quả không chỉ có như thế lúc chư thần hoàng hôn kiếp lộ ra mánh khóe thiên đạo tạo hóa tiên thể cũng lựa chọn kế đô còn bên trong thai ngén. bởi vậy hai trọng kiếp số phóng chung một chỗ sáng tạo ra một tiên thể mạnh nhất la hầu la thân kiêm sở trường hỗn độn cổ thần cùng tiên thể bị cổ thần hỗn độn thiên quốc dự định vì tương lai có thể thay thế bất không đạo nhân giao phó kỳ vọng cao nhưng mà mặc dù những năm gần đây la hầu la đột nhiên tăng mạnh đã đạt tới nhân vật có thể cùng chân tiên so sánh nhưng tu vi thực lực của hắn cũng thủy chung không thể dứt bỏ kế đô tiên thể kế đô cũng không phải là hư danh nói chơi hắn hoàn toàn xứng đáng là tiên thể mạnh nhất nếu như không phải tam giới thiên đạo thật sự quá trầm trọng hắn khẳng định sớm đã phi thăng đến tiên giới đại phóng dị sắc hơn nữa cho dù la hầu la tên tuổi thật lớn nhưng càng nhiều tiên thể nữa vẫn là phục tùng kế đô điều khiển không chỉ có như thế kế đô thậm chí định ra mưu kế để cho không ít tiên thể đầu nhập vào hồng đạo nhân quân đạo nhân trộm lấy tiên kinh nghiên cứu tiên đạo hơn nữa tùy thời diệt trừ đối thủ mà sở dĩ ma giới có thể mở hai nghìn tiên thể sở dĩ có thể trở thành hai nghìn ma tổ chủ yếu dựa vào vẫn là la hầu la cùng kế đô hai người này đều là tài hoa hơn người sau khi nghiên cứu tam giới tiên đạo hỗn hợp lý niệm tiên đạo cùng thần đạo rốt cục được đến đại thành tựu sáng tạo ra ma đạo cùng tiên đạo đối ứng loại ma đạo này không giống với ma đạo của địa ngục vạn giới ma đạo của địa ngục vạn giới cũng là một loại thủ đoạn tu luyện thuộc về một loại thần đạo mà kế đô và la hầu la mở ma đạo lại là một cái hệ thống hùng vĩ là lý niệm cùng tên đạo đối lập từ phương diện khác mà nói kế đô so với hồng đạo nhân quân đạo nhân không chút nào tranh lệch cũng là nhân vật cấp đạo tổ năm đó sở dĩ nguyên tôn muốn cướp đi kế đô chính là vì chư thần hoàng hôn kiếp có khả năng bởi vì kế đô mà chấm dứt mà đế huyền cái đại ma vương này cũng đồng dạng có khả năng bởi vì kế đô mà vẫn là bạn đang xem đế tôn được thuyết minh tại kênh youtube di cắp phim Truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé. Ba chân tiên sát nhập ma giới, ma giới giờ phút này sớm bị đánh nát, 2.000 thế giới hết thảy bị đánh tan vỡ, mà hơn 2.400 tiên thể cùng hơn 3.500 kim tiên đã bị chết mấy lần. May mắn những tồn tại này đều luyện thành đạo quả, đạo quả bất diệt, bọn hắn bất diệt. Bất quá theo số lần tử vong tăng nhiều, thực lực của bọn hắn cũng sâu sắc hao tồn, tuy đạo quả có thể cam đoan bọn hắn bất diệt, nhưng mà cũng không phải toàn năng cũng không thể để cho bọn hắn mỗi lần phục sinh đều ở vào trạng thái đỉnh phong số lần tử vong càng nhiều đạo quả cải tạo bọn hắn độ khó càng lớn sử dụng thời gian càng dài chuyện cho tới bây giờ bọn hắn đã lộ ra vẻ mệt mỏi như một phương kim tiên như chức chiếm cứ thượng phong thượng phong càng ngày càng rõ ràng bởi vì mấy thái ất kim tiên tu vi thực lực cao nhất đến nay chưa từng có một lần thương vong một phương tam giới ưu thế thật sự quá lớn không chỉ có hoa thanh niên bắc đô tuyền tỷ cứng tình thiếu hư hạo thiếu quân nhậm tiên thiên tam khuyết thất diệp thi hiên vi là thái ất kim tiên còn có phong thần bàng sóc nguyệt hồi thiên kính trường sinh luân nại hà kiều thanh liên tiên cung năm đại tiên vương thành đạo chi bảo cho dù một phương tam giới cực kỳ cường đại bất quá kế đô cùng la hầu la như cũ không có chết qua một lần hai người này cũng là tư chuẩn thái ất kim tiên càng là ma tổ muốn giết chết bọn hắn phải vận dụng nhiều thái ất kim tiên cùng một chỗ vây quét mới có thể làm được thanh huyền tiên cung thái tử cùng nguyên tôn đánh tới chém liên tục mấy chân tiên trợ giúp kế đô giết ra lớp lớp vòng vây lập tức hướng kế đô nói ra kế hoạch của ba người bọn họ kế đô trần chờ một lát âm thanh chát chát nói ba vị lão sư nhất định phải như thế sao thanh huyền nguyên tôn cùng tiên cung thái tử đối với hắn có tài bồi tri ân truyền thụ tiên pháp thần thông bởi vậy kế đô xưng ba người là lão sư sắc mặt nguyên tôn chân tiên ngưng trọng nói đế huyền vô địch người này chưa trừ diệt chư thần hoàng hôn kiếp khó có thể kết thúc muốn diệt trừ hắn chỉ có trước hư mất đạo cơ của hắn đại la thiên chính là đại đạo của hắn trong đại la thiên lại có thiên đạo do hắn tinh luyện ra trào trống không phá mất đại la thiên không cách nào diệt trừ hắn tiên cung thái tử cười nói người yên tâm đế huyền giết bất luận kẻ nào cũng sẽ không giết người bởi vì giết người đại la thiên liền sẽ tự động ứng kiếp sụp đổ hư mất đạo cơ của hắn ngươi lần này đi đại la thiên nhất định mã đáo thành công thanh huyền chân tiên lạnh nhạt nói kế đô ngươi quên ân tình ba người ta dưỡng dục dạy bảo sao kế đô trầm mặc cắn răng nói tốt ta đi tiên cung thái tử hướng nguyên tôn nháy mắt cười nói lại để cho nguyên tôn đi theo ngươi đi nếu như đấy huyền thật sự đối với người thống hạ sát thủ nguyên tôn sẽ bảo hộ ngươi nguyên tôn đốn biết ý nghĩa nếu kế đô cũng không thể hủy diệt đại la thiên vậy thì do hắn ra tay tiêu diệt kế đô để cho đại la thiên ứng kiếp kế đô tiến tới trước một bước phi độn mà đi nguyên tôn theo sát phía sau mà lúc này tiên cung thái tử cùng thanh huyền thì hướng kim tiên khác trong ma rồi đánh tới đột nhiên một cây cầu dài rơi xuống ngăn lại thanh huyền chỉ thấy hoa thanh niên tay áo tung bay đứng trên cầu cười nói đạo hữu ta và ngươi đều là nhân vật nhảy ra tam giới không tại ngũ hành làm gì chém chém giết giết không bằng cùng tiểu muội ngồi xuống tâm sự. Thanh Huyền dừng bước lại, mỉm cười nói: Hoa đạo hữu, ta chính là hỗn độn chân tiên, người không phải là đối thủ của ta. Đột nhiên, một vị đạo nhân giống như nhàn nhã dạo chơi đi tới, chắp tay nói: Hồng đạo nhân bái kiến đạo hữu. Trong nội tâm Thanh Huyền nhảy dựng cười nói: Hồng đạo tổ không cần phải khách khí, đạo tổ đã cùng Hoa đạo hữu xuất hiện, nghĩ đến là không hỏi quy củ, mời ra tay a. À. Cùng lúc đó. Tiên cung thái tử chứng kiến một vị nam tử ngọc thụ Lâm Phong xuất hiện ở trước mặt mình, tay nắm một cuốn kim bảng, trong lòng có chút nhảy dựng. Lập tức, một phương hướng khác lại có một tu di Phật nằm bay tới, sóc nguyệt hồi thiên kính nhô lên cao chiếu rọi, rơi vào sau đầu đại Phật, lại có thiên hậu nương nương đi tới. Tay trái đeo trường sinh luân, như là vòng ngọc màu tím, phía sau thì có nhậm tiên thiên tay nắm thanh liên tiên cung đi tới. Một đám tiểu bối, ý định với công ta. Tiên cung thái tử cười ha ha lạnh nhạt nói bản điện có gì phải sợ mà vào lúc này kế đô cùng nguyên tôn chân tiên đã bay đến đại la thiên kế đô nhìn về đại la thiên phía trước sắc mặt phức tạp nói khẽ nguyên tôn lão sư năm đó ngươi đem ta từ trong huyền thiên kim khuyết ôm đi bồi dưỡng ta thành tài ngươi là người tốt nhất với ta trong bốn vị lão sư mấy vị lão sư khác càng thêm coi trọng la hầu la duy chỉ có ngươi coi trọng ta nhất có đôi khi ta thậm chí trong thoáng chốc đem ngươi trở thành phụ thân của ta nguyên tôn chân tiên trầm mặc cười nói kế đô lúc này ngươi như thế nào đột nhiên nói ra loại lời đó tựa như mình vừa đi không quay lại vậy kế đô quay người hạ bái cung kính khấu ba cái khấu đầu nghiêm mặt công ơn nuôi dưỡng dạy bảo của lão sư kế đô chọn đời không quên trong mắt nguyên tôn chân tiên hiện lên vẻ không đành lòng lập tức khôi phục cương nghị nâng hắn đứng dậy cười nói mau đứng lên ngươi cho dù đi có ta ở đây đế huyền tổn thương cũng không đến phiên ngươi kế đô đứng dậy cất bước đi vào đại la thiên nguyên tôn chân tiên im lặng trong lòng có chút dãy giụa hắn biết rõ chuyến đi này của kế đô tất nhiên không cách nào còn sống trở về kế đô hủy diệt đại la thiên nhân quả của hắn cùng với giang nam liền sẽ kết thúc khi đó giang nam tất nhiên sẽ chém giết hắn dùng thực lực của giang nam cho dù đạo cơ bị xấu nhưng như cũ là vô cùng khủng bố hắn khống chế thiên tán hoa cái có thể vơ vét vô số thời không của tam giới tìm đến phương vị đạo quả của kế đô nguyên thủy chứng đạo kiếm chém xuống tất nhiên có thể phá hủy đạo quả mà kế đô ký thác vào tam giới nguyên tôn chân tiên đã có thể tiên đoán được kế đô tử vong lúc trước kế đô nói hoàn toàn chính xác để cho lòng hắn mềm nhũn một cái chớp mắt so sánh với đạo thống của bát tiên vương kế đô ta chỉ có thể hy sinh ngươi rồi trong nội tâm nguyên tôn chân tiên yên lặng nói đại la thiên kịch liệt chấn động rõ ràng là kế đô ở trong đại la thiên đánh đập tàn nhẫn đánh nát vô tận tinh không một chiêu liền hủy diệt ức vạn dặm lãnh thổ quốc gia hắn cũng là chân tiên cường giả nguyên thủy chứng đạo kiếm không ra tay hắn không kiêng nề gì cả công kích đại la thiên thậm chí ngay cả huyền thiên kim khuyết cũng đánh cho nhão nhoẹt đại la thiên bắt đầu sụp đổ trăm triệu dặm không gian sụp xuống hóa thành hỗn độn hồng mông rất nhanh cả tòa đại la thiên sụp đổ tan rã biến thành hồng mông tử khí vô cùng trầm trọng mà giang nam đang cùng đô thiên cổ thần đại chiến khí tức đột nhiên kịch liệt suy sụp đô thiên cổ thần cười ha ha lập tức phản thủ thành công. Kế đô cất bước từ trong đại la thiên hủy diệt đi ra, sau lưng hắn ở bên trong hồng mông khí, nguyên thủy, chứng đạo kiếm đang kịch liệt chấn động, đột nhiên một đạo kiếm quang kinh thế sáng lên. Trong nội tâm nguyên tôn chân tiên cả kinh, vội vàng xông về trước đi, đây là một kích nén giận của Giang Nam cho dù đạo cơ của hắn đã phá, nhưng mà tồn tại cường đại bực này, như trước không phải kế đô có khả năng ngăn cản. Kế đô, mau tránh ra, vì cái gì? nguyên tôn chân tiên ngơ ngác nhìn xem trăng tròn trước ngực đó là thành đạo chi bảo của kế đô lúc kế đô dung hợp thần đạo tiên đạo khai sáng ra ma đạo liền luyện thành một món pháp bảo như vậy uy năng rất mạnh vì cái gì nguyên tôn chân tiên ngẩng đầu ánh mắt của hắn theo đầu vai của kế đô lướt qua chứng kiến nguyên thủy chứng đạo kiếm bổ ra đạo kiếm quang kinh thế kia cũng không phải là nhằm vào kế đô mà là đang mở hỗn độn hồng mông một kiếm kia mở ra hồng mông khí tích huyền hoàng phân thiên địa định tứ tượng mở ngũ hành diễn biến lục hợp bát hoang vô số ngôi sao tinh đấu nguyên thủy đại la thiên lại một lần nữa mở ra nguyên thủy đại đạo trong nguyên thủy chứng đạo kiếm phún dũng mà ra định trụ thiên địa cương thường bay ra thiên đạo hóa thành la thiên hoa tán hôm nay đại la thiên so với đại la thiên lúc trước càng thêm vững chắc càng thêm hoàn mỹ đại la thiên lúc trước còn có rất nhiều chưa đủ chỗ mà bây giờ thì hoàn mỹ vô khuyết nguyên tôn trên tiên gian nan quay đầu nhìn lại hắn chứng kiến đô thiên cổ thần bị giang nam đánh cho thổ huyết đánh cho trên nam xẻ bảy sau đó xoay đầu lại hai tay nắm ở đầu vai kế đô khổ sở nói vì cái gì trong hai tròng mắt kế đô có nước mắt chảy xuống lẩm bẩm nói bởi vì trong cơ thể ta có lưu đế huyền tinh huyết ta là tam thái tử của hắn phía sau hắn từng mặt đại kỳ bay lên đó là trận kỳ của luyện thiên đại trận trận kỳ rậm rạp chẳng chịt bao phủ thời không bao lại tam giới nguyên tôn lão sư người tuy ôm đi ta dưỡng dục ta nhưng mà thời điểm ta mở mắt nhìn thấy người đầu tiên không phải người mà là phụ hoàng của ta năm đó thánh thiên tử quân xuất thế kế đô đồng loạt sinh ra đời khi đó hắn đã có thần trí thông minh vô cùng thiên đạo đạo thân của giang nam đem trẻ mới sinh nho nhỏ này ôm lấy như một từ phụ kế đô vẫn nhớ một màn này về sau nguyên tôn ôm hắn đi lúc kế đô đi ra tiên cung thánh địa lịch luyện hắn lại chứng kiến đại đế phong hoa tuyệt đại kia hai người không chỉ một lần chạm mặt mỗi một lần kế đô đều lấy được chỗ ích không nhỏ tại sao phải tốt với ta vì sao phải truyền thụ ta công pháp kế đô đã từng khó hiểu hỏi bởi vì ngươi là tam thái tử của ta đại đế phong hoa tuyệt đại kia cười nói ngươi không biết sao hắn thành sắc điều lệ nói ta là kiếp số của ngươi tương lai ta tất hủy diệt thần triều của ngươi hủy diệt đại la thiên của ngươi Ngươi hủy diệt xong thì sao trong mắt vị đại đế kia có trí tuệ lưu động cười nói hủy diệt xong kiếp số biến mất trong cơ thể ngươi chảy xuôi chính là máu của phụ hoàng ngươi thủy trung vẫn là tam thái tử của trẫm ngươi cũng muốn nhảy ra trận kiếp số này như vậy ta liền cho ngươi hủy diệt tại la thiên trăng tròn chấn động nguyên tôn chân tiên bạo toái mà vào lúc này luyện thiên đại trận khởi động đô thiên cổ thần cũng không truyền thụ kế đô luyện thiên đại trận bộ luyện thiên đại trận này tự nhiên là từ tay giang nam kế đô khống chế trận pháp vận chuyển tránh đi sinh linh tam giới tại đại trận bao phủ xuống một quả đạo quả bị luyện ra đón lấy những đạo quả này bị mang đến bên trong đại la thiên nguyên một đám lần lượt lọt vào trấn áp phản đồ một tiếng gầm lên truyền đến hỗn độn đạo quả của đô thiên cổ thần quay tròn chuyển động xuyên phá luyện thiên đại trận hướng ra phía ngoài phi độn mà đi kế đô phản bội nguyên tôn tế lên luyện thiên đại trận đem đạo quả của các tiên thể từ trong tam giới luyện ra đưa vào trong đại la thiên trấn áp để cho trận chư thần hoàng hôn kiếp thành kết cục đã định. Tòa luyện thiên đại trận này chính là Giang Nam luyện thành hoàng đạo cấp, tuy nói có thể đem tiên thể đạo quả luyện ra, nhưng lấy thực lực của kế đồ thúc giục tòa đại trận này vẫn còn có chút miễn cưỡng, chỉ có thể đem tiên thể đạo quả bình thường luyện ra hư không, nhưng không cách nào đem chân tiên đạo quả luyện ra. Bất quá ở trong tích tắc hắn động thủ, tất cả tiên nhân trong tam giới tam thập tam thiên lập tức đạt được sang nam chuyển âm, vô số tiên nhân tuân ra, từng người đem nguyên thần của mình dung nhập đến bên trong trận kỳ của luyện thiên đại trận. Tiên nhân của tam thập tam thiên tiên giới là nhiều bậc nào? 130 vạn năm phát triển tiên nhân bên trong tam giới đã nhiều đến gần trăm triệu, nhiều tiên nhân như vậy đem nguyên thần từng người tế lên, thúc giục luyện thiên đại trận, lập tức đem vi năng tòa đại trận này thôi phát đến mức tận cùng. Đám người tiên cung thái tử, thanh huyền, nguyên tôn, la hầu la, nhiếp thanh, ma di, dư nguyên tử, long hán, phong lưu đã đạt tới chân tiên cấp đạo quả của bọn hắn còn chưa kịp trốn chạy liền bị luyện thiên đại trận luyện ra hư không mang đến trong đại la thiên trấn áp bên trong ma giới la hầu la đột nhiên buồn vô cớ thở dài không hề chiến đấu tiêu điều nói dừng tay a à, chúng ta đã thua hắn ngửa đầu nhìn về phía đại la thiên nhìn về phía thiếu niên đang khống chế luyện thiên đại trận kia cao giọng nói kế đô chúng ta thua phải chăng như ngươi mong muốn kế đô không đáp các tiên thể mờ mịt không ít tiên thể đình chỉ chiến đấu nhưng còn có người đẫm máu chiến đấu hăng hái bất quá rất nhanh liền bị đánh chết đạo quả của những người này đã bị chấn áp ở bên trong đại la thiên sau khi chiến chết cũng không cách nào từ bên trong đạo quả sống lại trừ khi giang nam không hề chấn áp đạo quả của bọn hắn cùng lúc đó đạo quả của đô thiên cổ thần sớm đã thoát ra luyện thiên đại trận hướng ra phía ngoài bỏ chạy giang nam giò tay khẽ vẫy nại hà kiều dưới chân hoa thanh niên đột nhiên bay lên kéo dài qua trời cao khoác lên vũ trụ giang nam leo lên nại hà kiều ngăn ở phía trước đạo quả của đô thiên lấy tay hướng hỗn độn đạo quả này chập tới cười nói đô thiên đạo hữu tam giới là tam giới của chấm, người có thể chạy trốn tới nơi nào đây đô thiên cổ thần dù sao là lần đầu tiên bị đánh chết thân thể trong đạo quả còn ẩn chứa năng lượng bành trướng chỉ thấy đạo quả kia quay tròn chuyển động một mảnh hỗn độn bao la mờ mịt hư ảnh hỗn độn thiên quốc bay ra cùng bàn tay của giang nam va chạm mà ở sau hỗn độn thiên quốc là tam tiên vương ấn ầm ầm tam giới bị chấn đến kịch liệt run rẩy giang nam cũng bị chấn đến thân hình có chút lắc lư đô thiên cổ thần hỗn độn đạo quả lập tức bị từng mặt đại kỳ vờn quanh đại kỳ rầm rầm bay múa phòng quanh hỗn độn đạo quả ẩn nấp giữa không trung phi tốc ghé qua đạo hữu người chạy trốn được sao giang nam hử lạnh vứt lên thiên tán hoa cái chỉ thấy thiên tán hoa cái càng ngày càng cao càng lúc càng lớn phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng 350, đạo thiên đạo rủ xuống, bao lại vũ trụ càn khôn, bao thành một cái vòng tròn lớn. Thiên đạo như là quả gió phi tốc chuyển động, sang nam tâm niệm vừa động, nại hà kiều chuyển hướng, bay vút không biết bao nhiêu ước vạn dặm, tốc độ cực nhanh, làm cho người lưu lưỡi. Nại hà kiều vốn được xưng là pháp bảo tốc độ nhanh nhất, một kiều dựng lên, đừng nói đại thiên vũ trụ, coi như là tiên giới, cũng có thể khung thông, chỉ là cây cầu kia cũng không cách nào xuyên thủng hàng rào tam giới cùng tiên giới hôm nay trên cầu giang nam đánh ra một đạo nguyên thủy tịch diệt ấn lập tức một cái hố đen phạm vi trăm triệu dặm đột nhiên xuất hiện thôn phệ hết thảy đem đô thiên cổ thần từ trong hư không lôi ra nuốt vào bên trong động uyên động uyên đột nhiên vỡ ra một cây cốt mâu đâm thủng động uyên đô thiên cổ thần dĩ nhiên khôi phục thân thể giết ra động uyên cốt mâu điểm một chút giống như mưa to gió lớn hướng giang nam công tới cốt mâu lập tức thu lại vị cổ thần này lần nữa bỏ chạy mà đi Nại Hà Kiều ở trong tam giới phi tốc di động, tránh độ tầm đó liền vượt qua vô tận thời không, tổng có thể ngăn ở trước người Đô Thiên Cổ Thần, bức hắn từ trong hư không ra. Bất quá Đô Thiên Cổ Thần thực sự lợi hại phi phàm, so với giang nam chỉ yếu đi một đường, cũng không có yếu bao nhiêu, tổng có thể chạy ra giang nam đuổi giết. Hai người một cái truy, một cái trốn, chỉ thấy Nại Hà Kiều ở trong hư không vô tận của tam giới qua lại chuyển rời, nguyên một đám nguyên thủy động nguyên thỉnh thoảng xuất hiện, không ngừng bức thân ảnh của Đô Thiên Cổ Thần ra hai cường giả chỉ là ngắn ngủi va chạm đô thiên cổ thần sẽ thừa cơ biến mất không cùng giang nam liều mạng rốt cục đô thiên cổ thần lại một lần nữa xuất hiện liều mạng thừa nhận một kích của giang nam một mâu hung hăng đâm vào đại hà kiều huyền thanh tiên vương thành đạo chi bảo này phát ra một tiếng răng rác giòn vang xinh xinh bẻ gãy đế huyền đã không có đại hà kiều ngươi còn có thủ đoạn gì có thể lưu lại ta khóe miệng đô thiên cổ thần tràn huyết lại cười ha ha phi thường khoái hoạt đột nhiên tiếng cười của hắn càng ngày càng thấp chỉ thấy ở chung quanh hắn từng đạo thiên đạo rủ xuống thiên đạo thần quang như là thành từng mảnh đại màn vây quanh hắn cùng giang nam ở trong đó trong nội tâm đô thiên trầm xuống lập tức biết rõ ở trong quá trình hắn không ngừng trốn chạy phạm vi thiên tán hoa cái bao phủ càng ngày càng nhỏ ngày nay phạm vi cái thiên đạo chí bảo này bao phủ rốt cục thu nhỏ lại đến để cho hắn không chỗ có thể trốn thiên đạo bên trong thiên tán hoa cái rơi xuống hóa thành một viên cầu cự đại phi tốc chuyển động, đoạn đi tất cả đường đi của hắn. Luyện thiên đại trận Đô thiên quát khẽ, thân thể đột nhiên rút nhỏ vô số lần, biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy phía trên thiên đạo đại màn, đột nhiên bán ra nguyên một đám điểm sáng nho nhỏ, như là từng con đom đóm đọng ở trên thiên mạc, phát ra tiếng nổ đùng đùng. Đô thiên cùng thiên màn này liên tục va chạm mấy vạn lần, thủy trung không có thể đột phá thiên mạc vây quanh. Giang Nam lặng lặng nhìn xem, tùy hắn ra tay, không có ngăn trở. Sau một lúc lâu thân hình Đô Thiên cổ thần xuất hiện, Trực diện Giang Nam hai người sừng sững ở trong hư không, yên lặng đối mặt. Dưới chân bọn hắn là nại Hà Kiều đứt gãy. Mặc dù nại Hà Kiều đoạn, nhưng đồng thời đoạn đi cũng có sinh cơ của Đô Thiên. Hô, Đô Thiên cổ thần thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí, con mắt càng ngày càng sáng ngời, khí thế càng ngày càng mạnh, giơ tay lên nói. "Đế Huyền, mời." Giang Nam đưa tay, nghiêm nghị nói. "Đạo hữu" Mời chuyện cho tới bây giờ hai người không còn nói nhiều chỉ có chiến một trận trong không gian nhỏ hẹp do thiên tán hoa cái bao phủ chỉ có người thắng mới có thể sống đi ra ngoài chỉ có liều chết chiến một trận mới có thể bảo chứng thắng lợi thuộc về mình Đô Thiên cổ thần bộc phát ra ma cốt màu bị hắn tế lên qua lại như điện mà vị cổ thần này cũng thể hiện ra thân thể vô địch của hỗn độn cổ thần hắn không hề thi triển tiên đạo thần thông mà là cổ thần thần thông thuần túy. Hắn dù sao không phải tiên nhân trên ý nghĩa chân chính, vận dụng tiên nhân thần thông, uy lực xa xa không bằng thần thông của Hỗn Độn Cổ Thần. Hơn nữa, Thanh Huyền, Nguyên Tôn cùng Tiên Cung Thái Tử cũng không được đến mấy tiên vương chân truyền, uy lực tiên đạo thần thông cũng không thể uy hiếp được Giang Nam. Ở trong tay của hắn, chỗ cường đại của Hỗn Độn Cổ Thần triển lộ vô cùng tinh tế, uy lực thần thông của hắn không hề giống như trước bao phủ phạm vi rộng lớn như vậy, ngược lại kịch liệt áp xúc, áp xúc tới cực điểm hóa thành một loại thần vật trong hỗn độn. Hai tay của hắn ôm ấp là một ngụm bảo bình, này là trước khi vũ trụ mở, trong hỗn độn sinh ra đời một loại tiên thiên pháp bảo, bảo bình vừa ra, liền đem Giang Nam hút vào trong bình, tạo thành nguy hiểm rất lớn cho Giang Nam. Hắn một tay tấn công, liền hóa thành một đầu hỗn độn thần long, dương ngành múa vuốt, đánh về phía Giang Nam. Hắn triển khai hai tay, sau lưng bốc lên hỗn độn phượng hoàng, mở ra hai cánh, móng vuốt sắc bén khai thiên liệt địa, kinh người vô cùng các loại hình thái tiên thiên pháp bảo ở trong tay hắn xuất hiện có như là sinh linh có thì lại là lâu tháp chung đỉnh các loại tiên thiên bảo vật huyền bí là trong hỗn độn tự phát tạo ra bảo vật tiên thiên mà sinh đô thiên cổ thần dùng thần thông đến diễn biến những pháp bảo này uy lực tuyệt đối có thể uy hiếp được sang nam mà ở cùng một thời gian đạo quả của hắn thì cùng ra ma cốt mâu tương dung xương tay ra ma cổ thần tích chứa uy năng vô biên giống như mưa to gió lớn hướng giang nam công tới đô thiên cổ thần dốc sức liều mạng tuyệt đối là một nhân vật vô cùng nguy hiểm tử vong uy hiếp để cho hắn so với lúc trước càng cường đại hơn vô luận tâm tình hay lấy thức chiến đấu đều đạt tới một loại đỉnh phong trước nay chưa có hắn đột phá tu luyện tới loại cảnh giới này như hắn muốn đột phá tốn hao thời gian cơ hồ không thể đo đếm coi như là mấy ngàn vạn năm trên triệu năm có thể tăng lên một đường cũng là sự tình không dậy nổi nhưng ở dưới giang nam áp bách hắn vậy mà bộc phát ra tiềm năng của mình để cho mình phát huy siêu hạn, phát huy cực dài. Giang Nam thét dài, tóc đen tung bay, không có bất kỳ nhượng bộ né tránh, mà là lấy cứng trọi cứng, dùng cường khắc cường. Nhục thể của hắn thành tựu cho dù không bằng hỗn độn cổ thần, nhưng mà ở dưới nguyên thủy đại đạo chống đỡ, nhục thể của hắn so với đô thiên cũng không yếu. Bất không, tịch diệt cùng tiên đạo chỉnh hợp quy nhất, hóa thành nguyên thủy đại đạo, để cho sự thành tựu của hắn rốt cục đạt tới cực hạn mà chân tiên có khả năng đạt tới bất luận là thần thông gì bất luận chiêu thức gì trong tay hắn hết thảy có thể hóa mục nát thành thần kỳ mặc dù là thần thông bình thường nhất ở dưới nguyên thủy đại đạo chống đỡ cũng trở nên uy năng thẳng truy hỗn độn thần thông mà đạo quà của hắn thì nghênh tiếp ra ma cốt mâu nguyên thần ở trong đạo quả thi triển nguyên thủy bất không ấn đem cốt mâu này công kích ngăn lại để cho cốt mâu không cách nào cận thân suy đô thiên cổ thần phất tay cắt xuống sau lưng đột nhiên có một đầu hỗn độn thiên tầm hư ảnh hiện hiện trong miệng Thiên tàm béo u cục phun ra một đạo tinh mang, chợt lóe lên, cổ giang nam mắt lạnh, đầu lâu từ trên cổ rơi xuống. "Giống!" Một cái chớp mắt khi đầu lâu giang nam bay lên, há miệng giống to, đánh sơ xác Hỗn Độn Thiên tàm sau lưng Đô Thiên, chấn đến độ hôn mê, đồng thời hai tay giang nam bắt lấy hai chân Đô Thiên, đem vị cổ thần này xinh xinh xé thành hai nửa. Hai nửa thân thể trong hỗn độn tự nhiên bắt đầu khởi động, hóa thành hai Đô Thiên cổ thần, hướng chính giữa hung hăng đánh tới ở bên trong thân hình không đầu của giang nam chuyển đến thanh âm cốt cách bạo liệt đột nhiên nhục thể của hắn phảng phất hóa thành một động uyên đem hai đô thiên hướng trong cơ thể kéo đi thân hình hai đô thiên vội vàng lay động hóa thành hai đầu hỗn độn cự long hướng hai bên bơi đi hai đầu hỗn độn cự long chạy ra động uyên lại tự khép lại cùng một chỗ đầu lâu giang nam bay tới rơi vào trên cổ hai người lần nữa va chạm huyết nhục bay tứ tung mà trên đỉnh đầu bọn hắn da ma cốt mâu cùng giang nam nguyên thủy đạo quả vẫn đinh 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 va chạm không ngớt ở bên trong đạo quả hỗn độn nguyên thần của giang nam không ngừng lọt vào da ma cốt mâu trùng kích chẳng những không có bị hao tồn ngược lại đang không ngừng rút đi hỗn độn ngày càng nhiều nguyên thủy chi khí dung nhập đến bên trong nguyên thần hướng nguyên thủy nguyên thần lột xác đạo quả của hắn càng ngày càng mạnh thậm chí bắt đầu áp chế uy năng của da ma cốt mâu nguyên thủy nguyên thần bộc phát ra các loại thần thông oanh kích đến ra ma cốt mâu không ngừng run rẩy. Nên xong, nguyên thủy đại la. Giang Nam thét dài, khi thế tăng lên tới đỉnh phong, đỉnh phong trước nay chưa có, nguyên thủy đại đạo từ trong cơ thể hắn tràn ra, để cho hắn, như là một cổ thần duy nhất ở vào bên trong nguyên thủy chi khí bao la mờ mịt, hắn cổ đãng toàn bộ pháp lực, thi triển một kích mạnh nhất, không lo không sợ, quyết chí tiến lên. Một kích này, dung hợp tất cả lực lượng của hắn, tuy ma ngục huyền thai kinh bị hắn phế bỏ, nhưng loại tinh thần không biết sợ này vẫn còn. Tinh thần tổ tông chưa đủ pháp, thiên đạo chưa đủ sợ, coi rẻ hết thảy, lực áp hết thảy vẫn còn. Cũng nên kết thúc. Đô thiên cổ thần gào thét, quanh thân hỗn độn mênh mông, vị cổ thần này đứng ở bên trong hỗn độn, rầm rộ, thân thể dữ tợn, bộc phát ra lực lượng trước nay chưa có của mình. Hai người rốt cục va chạm. Bên ngoài thiên tán hoa cái hóa thành lao lung, vô số tiên Phật đang khẩn trương, nhìn xem thiên đạo lao lung khổng lồ này, ánh mắt xuyên thấu qua thiên đạo lao lung, chú ý một trận chiến cuối cùng của hai người. Giang Nam cùng đô thiên cổ thần chiến một trận, là một trận chiến rất trọng yếu, vô luận phương nào thắng được, cũng có thể vì đối phương mang đến ưu thế áp đảo triệt đề, từ đó chấm dứt chư thần hoàng hôn kiếp. Nếu Giang Nam thắng lợi, bọn người la hầu la liền không còn cơ hội lật bàn, mà nếu đô thiên cổ thần thắng, như vậy hắn tất nhiên có thể quét ngang tam thập tam thiên, huyết tẩy tam giới, không người có thể ngăn hắn thậm chí có thể hủy diệt hồng đạo nhân quân đạo nhân hai vị đạo tổ của tam giới tiên đạo chém giết hết thảy tiên đạo cao thủ đem thành tựu tiên đạo phát triển đến nay từ trong tam giới lao đi bạn đang xem đế tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di phim để cập nhật những video mới nhất youtube com phim viết liền không giấu nhé một kích này của giang nam cùng đô thiên cơ hồ bộc phát ra tất cả lực lượng của bọn hắn trong thiên đạo lao lung thậm chí xuất hiện cảnh tượng khủng bố lúc viễn cổ đế tôn chưa khai thiên khắp nơi đều là hỗn độn sôi trào từng kiện từng kiện tiên thiên pháp bảo hư ảnh tản mát sao uy năng ngập trời khủng bố vô cùng bức cảnh tượng này lại để cho chư tiên biến sắc thực lực của đô thiên cổ thần ở dưới giang nam áp bách đã đột phá cực hạn của mình đạt tới một loại độ cao khác công kích bực này đổi lại bất luận người nào trong bọn hắn đều bị những tiên thiên pháp bảo hư ảnh đó nổ nát đoạn tuyệt sinh cơ những hỗn độn thần thông này là do những tiên thiên pháp bảo hư hư ảnh đó biến thành uy lực những tiên thiên pháp bảo này đã vượt qua tầm mắt kiến thức của tất cả mọi người mặc dù là tiên vương thành đạo chi bảo mặc dù là hồng đạo nhân quân đạo nhân thiên đạo ngọc điệp mặc dù là la hầu la cùng kế đô nhật nguyệt song tinh cũng không cách nào với tới những pháp bảo này không hổ là tồn tại có thể mở ra luyện thiên đại trận loại bát đại vũ trụ đệ nhất hung trận này tiềm lực thật là kinh người tịch ứng tình lầm bầm nói cách đó không xa thiên ý lão tổ cũng yên lặng gật đầu cho dù tam giới thống nhất bảy đại vũ trụ nhân tài như nấm mọc sau mưa hiện lên khai sáng ra vô số trận pháp uy năng cực kỳ cường đại nhưng luyện thiên đại trận như cũ hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất hung trận mặc dù là giang nam khai sáng tiền cấp đại trận cũng không thể siêu việt từ điểm này cũng có thể thấy được đô thiên cổ thần là kinh thái tuyệt diễm bực nào hỗn độn bao la mờ mịt hỗn độn cổ thần cùng nguyên thủy cổ thần kia rốt cục va chạm thiên tán hoa cái hóa thành thiên đạo lao lung dung chuyển không ngớt. Giang Nam cùng đô thiên, không ai là tiên, đều là thần, bất quá một cái là hỗn độn cổ thần, một cái là người cuối cùng của thần đạo, hai người bộc phát một kích mạnh nhất, tính hủy diệt nếu như chuyển lại đến trong tam giới, tuyệt đối có thể đem tam giới đánh cho không biết bao nhiêu cái thế giới tan vỡ, trình độ hủy diệt của nó, chỉ sợ còn muốn vượt qua cổ tiên hạo kiếp năm đó. Dù sao năm đó huyền đô cổ tiên là tao ngộ cường giả tiên giới cùng hỗn độn cổ thần vây công, cơ hồ vẫn lạc, bị đánh nhập hạ giới, tu vi thực lực còn thừa không có mấy, mà bây giờ, Giang Nam cùng Đô Thiên lại ở vào trạng thái toàn thịnh. Hai người bọn họ, chiến lược cơ hồ đều đạt tới đỉnh phong mà chân tiên có khả năng đạt tới, tính hủy diệt cũng so với huyền đô, năm đó càng mạnh hơn nữa. Bất quá, thiên tán hoa cái tuy dung truyền, nhưng lại thủy chung không bị phá, từ điểm này cũng có thể thấy được, hôm nay tam giới thiên đạo là trầm trọng bực nào. Phải biết rằng, năm đó bọn người huyền đô đem chư thiên vạn giới đánh cho thiên đạo nứt vỡ cơ hồ lâm vào thiên nhân ngũ suy làm cho cả vũ trụ trở về hư vô mà hiện tại giang nam cùng đô thiên có được chiến lược càng mạnh hơn nữa nhưng như cũ không cách nào dung chuyển tam giới thiên đạo tam giới thiên đạo trầm trọng như thế chỉ bằng thần đạo quả quyết không có đạo lý nhảy ra thiên đạo thành tiên nhất định phải đi tiên đạo nếu không liền không người có thể vĩnh sinh rốt cục một trận chiến này kết thúc hai người va chạm một lần cuối cùng thân thể giang nam bị đánh nát bấy chỉ còn lại có một cái đầu lâu mà đô thiên cổ thần thì bị kích bạo cùng lúc đó Gia ma cốt mô uy năng tăng vọt vượt qua nguyên thủy đạo quả đâm về đầu lâu của giang nam đầu lâu giang nam bay lên nguyên thủy đạo quả đột nhiên bay vào bên trong đầu lâu trong hai tròng mắt hắn tràn ngập nguyên thủy chi khí phía trước hóa thành hai tòa nguyên thủy đại la thiên phía dưới đầu lâu thân thể phi tốc ngưng tụ Gia ma cốt mô hung hăng đâm tới xuyên thấu nguyên thủy đại la thiên đâm về mi tâm của hắn thân thể giang nam khôi phục lấy tay bắt lấy căn cốt màu uy lực vô biên này mũi nhọn cốt màu đã đâm vào mi tâm của hắn quy năng khủng bố bộc phát chấn đến làn da quanh thân giang nam phát nổ máu tươi đầm đìa nhưng lại vô lực đâm thủng hắn da ma cốt mô chấn động ý đồ từ trong tay hắn đào thoát nhưng thủy trung bị hắn khống chế trong tay đột nhiên một đạo ánh sáng tím sáng lên đạo quả đô thiên cổ thần đột nhiên bay ra hướng ra phía ngoài bỏ chạy ý đồ ký thác vào bên trong thiên tán hoa cái đột nhiên từng đạo thiên đạo bay ra cơ hồ cắn nát đạo quả của hắn hắn chính là người khai sang luyện thiên đại trận thiên đạo vốn không dung đạo quả ký thác thiên đạo tất nhiên sẽ bị thiên đạo cắn trả một cái đại thủ giò xét ra bắt vào trong đầu đầu thiên đạo cầm chặt cái hỗn độn đạo quả này thiên tán hoa cái chấn động từ từ bay lên càng lúc càng lớn càng lúc càng rộng cao cao treo lơ lửng ở phía trên tam thập tam thiên tiên giới bao phủ bầu trời giang nam toàn thân là huyết cất bước đi ra vài bước tầm đó đi vào đại la thiên chư thần hoàng hôn kiếp đã xong trên đại la thiên truyền đến một thanh âm tràn ngập uy nghiêm chấn động tam giới ở bên trong tam giới vô số tiếng hoan hô vang lên như lôi động cửu thiên không biết bao nhiêu tiên nhân chúc mừng ăn mừng hoan hô trận đấu tranh rằng co hơn một trăm vạn năm này cuối cùng cũng kết thúc đây là khắp trốn mừng vui tiên đạo bay vút lên vô số tiên nhân thích phóng đại đạo của bọn họ thiên địa tràn ngập tiên quang đó là tiên nhân đang phi hành vạch phá phía chân trời sáng lạn vô cùng thiên tán hoa cái cũng tùy theo chấn động lực lượng tiên đạo ở bên trong thiên đạo ổn định tăng cường phạm vi thần đạo càng ngày càng nhỏ giang nam khẽ nhíu mày cảm ứng được hết thảy lực khống chế của hắn đối với thiên tán hoa cái càng ngày càng nhỏ tiếp qua không lâu nguyên thủy đại đạo của hắn ở bên trong thiên tán hoa cái sẽ bị thiên đạo chậm rãi khu trục có thể khống chế thiên đạo càng ngày càng ít chỉ cần đem nguyên thủy đại đạo của hắn triệt để loại trừ đi ra ngoài khi đó thiên tán hoa cái sẽ triệt để biến thành tiên thiên đạo tam giới sẽ biến thành tiên đạo thế giới khi đó thần liền thật sự biến thành viễn cổ biến thành thần thoại xa xôi mà hắn là thần thoại duy nhất còn sống hôm nay sở dĩ thiên tán hoa cái còn không có triệt để diễn biến thành tiên đạo thiên đạo chí bảo chỉ là bởi vì hắn còn ở nơi này vẫn còn trong tam giới hắn là người khai sáng đại la thiên chỉ cần hắn còn ở lại tam giới tam giới thiên đạo liền sẽ không triệt để diễn biến thành tiên đạo thiên đạo thủy chung không cách nào hoàn mỹ. Ta không thể ở lại hạ giới rồi. Giang Nam lưu luyến hướng phía dưới nhìn lại, đem vô số thế giới cùng tam thập tam thiên tiên giới thu nhập đáy mắt, đem ma giới sụp đổ tan vỡ thu nhập đáy mắt, đem vô số tiên nhân cùng sinh linh hoan hô thu nhập đáy mắt. Ta ở lại hạ giới, chỉ biết trì hoãn tiên đạo hạ giới phát triển, chậm trễ bọn hán phát triển. Hơn nữa ở trong tiên giới còn có người ta tưởng niệm, còn có một người đợi hơn 130 vạn năm hắn chứng kiến từng đạo tiên quang bay tới rất nhiều kim tiên bay lên đại la thiên cái kia là thân bằng hảo hữu của mình bọn hắn bay lên đại la thiên ý định cùng mình ôn chuyện chúc mừng trận thắng lợi khó được này giang nam cười lớn tiến ra đón cùng bọn họ ôm nhau cùng bọn họ hoan hô chúc mừng thắng lợi hắn cùng với bọn người thiếu hư hoa thanh niên bắc đô tuyền hạo thiếu quân từng cái chạm cốc cùng nguyên ma ly sửu các đối thủ cũ nâng cốc ngôn hoan cùng thiệu thiên nhai hoa trấn nguyên tam khuyết diệu đế các loại bạn cũ cười to trường ca cùng bọn người tịch ứng tình lạc hoa âm nhạc khấu nương đàm tiếu chuyện cũ đại la thiên cử hành thịnh hội khó gặp chư tiên lấy ra chân nhưỡng mà bản thân không chịu đơn giản xuất ra thiên ý lão tổ cái lão gia hỏa cao kiệt này cũng lấy ra tiên trà của mình bọn hắn cười to bọn hắn lên tiếng hát vang thỏa thích cười vui ở bên trong thịnh hội tiên đình đại la thiên bị đúc lại vô số tiên nhân vận đến thiên tài địa bảo trung kiến tiên đình lại để cho đại la thiên so với lúc trước càng thêm thần thánh càng thêm trang nghiêm thịnh hội qua đi giang nam cùng thi hiên vi hồng đạo nhân quân đạo nhân cùng mọi người kế đua chung một chỗ đi dạo tam thập tam thiên đi dạo vô số thế giới người một nhà được xưng tụng vui vẻ hòa thuận phụ thần bọn người la hầu la nên xử trí như thế nào ở bên trong tiên đình đại la thiên kế đô cầu kiến sau khi bái kiến giang nam đột nhiên hỏi la hầu la cùng rất nhiều tiên thể tạo phản làm loạn đạo quả bị bắt, chấn áp ở bên trong đại la thiên, nhoáng một cái là hai năm thời gian đi qua, Giang nam một mực không có đề cập xử trí những tiên thể này như thế nào. Người cảm thấy vi phụ nên xử trí bọn hắn như thế nào? Giang Nam ánh mắt chấp động, cười hỏi. Kế đô trầm mặc. Giang Nam gọi hồng đạo nhân cùng quân đạo nhân, phụ tử bốn người tụ tập cùng một chỗ. Giang Nam đưa tay, đem tòa cung điện này phong ấn. Hồng đạo nhân, quân đạo nhân cùng kế đô cũng có chút kinh ngạc, xử trí bọn người la hầu la, đối với Giang Nam mà nói, chỉ là một lời liền có thể quyết định, bọn hắn cũng không biết vì sao Giang Nam trịnh trọng như thế. Vì phụ hỏi các ngươi, các ngươi có biết tiếp qua một ngàn vạn năm, tam giới sẽ có bao nhiêu tiên nhân không? Giang Nam mở miệng nói. Ba người lướt nhau, quân đạo nhân đáp lại nói. Tiếp qua một ngàn vạn năm, tam giới chỉ sợ sẽ có bốn trăm triệu tiên nhân. Giang Nam lẳng lặng gật đầu, tiếp tục nói. Tiếp qua một ngàn vạn năm thì sao? Quân đạo nhân suy tư, kế đô đột nhiên nói sau hai ngàn vạn năm tam giới tiên nhân vẫn là bốn trăm triệu hai người khác tinh tế nghĩ nghĩ trong lòng nghiêm nghị hồng đạo nhân gật đầu nói đúng vậy sau khi tam giới tiên nhân đạt tới số lượng bốn trăm triệu thiên địa linh khí không sai biệt lắm bị tiêu hao hầu như không còn trong thiên địa sinh ra đời linh khí ngay cả tiên nhân thông thường phun ra nuốt vào cũng không thể cung ứng các loại tài nguyên đều khô kiệt khi đó sẽ không người tu thành tiên nhân kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Lim tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.